Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con quạt mình nhá. Rồi ngày hôm nay tiếp tục lên có một cái số mẫu nhá. Đây là hàng nội địa Nhật Bản cho em, đấy, Yasaki nhá, Yasaki hàng Japan, cực kỳ là xịn sò luôn quý vị ơi, đấy, cực kỳ là xịn sò nhá. Còn có tem niêm yết bảo hành luôn, à, niêm yết luôn nhá, cực kỳ là vip luôn. Đấy đầu này là đầu Autolock nhá, đầu Autolock, đầu nhựa, đầu kẹp 10 ly quý vị nhá. Còn máy quang này thì mình về mình bằng tôn băng vít này, quan sát quang gỗ thì ok. Có cả đảo chiều này, đảo chiều điều chỉnh tốc cực kỳ là ngon luôn nhá. Ngày hôm nay sale này, sale với cái giá chỉ có là 230.000 nhá, 230.000 một cái sản phẩm như này. Anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, quý vị nhìn thấy chưa, một con máy bao chất lượng như này. Công suất là 370W nhá, công suất của nó là 370W. Đây hàng Yasaki, hàng nội địa Nhật, cực kỳ là vip. Quý anh chị em bà con bạc mình làm nghề thì mua con này về dùng nha. Tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về được một cái lô sản phẩm súng massage nha. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý với giá phải nói là siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình về dùng này nha. Rồi với một cái sản phẩm súng massage cầm tay nhé, có là gồm có 6 chế độ như này nhé. Khi mình đựng những dự nhé, dự bấm nút nguồn, dự tầm 5 giây là nó sẽ khởi động nhé. Và mình tâm muốn tăng giảm như này nhé. Còn mình muốn tắt thì mình muốn dự, dự cho tầm mấy giây là nó sẽ tự tắt nhé. Đấy quý vị nhá, có đầu sạc theo kèm luôn và có bốn đầu đấm nhé. Đấy có được bốn đầu đấm như này, mình muốn đâu như ở đâu mình đấm như nào thì mình lắp cái đầu đấy như đấy nhá. Rồi thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ sale với toàn cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá, với giá chỉ có 200.000 luôn, em bao ship luôn nhá. Riêng cái sản phẩm này 200.000 em bao ship cho toàn thể quý vị bà con của mình luôn này. Đấy à, quý vị bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá, vì về số lượng cực kỳ là nhiều cho nên em thanh lý với giá mình nói là siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con quạt mình về dùng nha. Em lên tiếp cho toàn thể quý vị bà con quạt mình một cái mẫu dao nhé. Đây là cái mẫu dao Hắc Long, tên gọi của nó là Hắc Long, như cơn đao Hắc Long, có hình con rồng nhá quý vị nhá. Rồi đây là một cái mẫu là dao thép siêu cứng, CRB siêu cứng nha em nhé. Nó liền luôn, từ lưỡi cho đến cán luôn nhá, rồi cho đến tay cầm luôn. Và tay cầm này là bọc nhựa chống rồng, chống êm tay nhá, cực kỳ là ngon luôn. Cái dao này thì nó cực kỳ đa năng, nó có thể vừa thái này, vừa chặt này, chặt gà cực kỳ là ngon luôn nhá. Các rau các kiểu, con là điệu thì thoải mái cho em rồi. Một con dao này để bếp thì nó cực kỳ là đa năng rồi. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ sale cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy với một cái giá cực kỳ là đẹp luôn nhá, với chỉ có 65.000 một cây này. Giờ có bọc nhựa, bọc da nhá, bọc da bên ngoài, cực kỳ là đẹp luôn, đeo đi đâu cũng được, cũng rất kỳ là an tâm nhá. Và có bảo vệ lưỡi luôn nhá, có bảo vệ lưỡi luôn đây, cái này là bảo vệ lưỡi luôn này, mình về mình xài xong mình bảo vệ lưỡi cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi quý vị bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá, với mẫu dao Hắc Long này nhá. Em lên tiếp một cái mẫu dao cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Đây là một cái mẫu dao hàng Nhật cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây là dao này là dạng dao thái rau nhá, thái rau sắc thịt, cực kỳ là bén và ngon luôn quý vị ơi. Đấy hàng nhìn cái hàng chất cực kỳ chất luôn, siêu bén cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình nhá. Đấy, ngày hôm nay cái mẫu này về em có số lượng không được bao nhiêu cả cho nên cũng thanh lý với giá cực kỳ là rẻ cho quý vị bà con hoặc mình về dùng nhá. Chỉ có 35.000 một cây thôi. Em một cây dao Nhật nhá, dao Nhật Japan quý vị nhá, cực kỳ là vip luôn. Đấy dao này mà sắc thịt sắc rau thì phải nói là siêu đạo luôn nhá. Rồi chỉ có 35.000, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cái mẫu sản phẩm đuôi đèn cảm biến cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến này, khi mình có bóng đèn người đi qua ấy, khi mình đấu rồi luôn luôn chế độ chờ nhá, thì có bóng đèn đi qua, bóng người đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình. Đấy quý vị nhìn thấy chưa, là nó cực kỳ hay luôn. Thì nó đỏ trong vòng tầm một phút là nó sẽ tự tắt nhá. Rồi đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến cho em. Đấy có mình về mình mua về đấu nhá, đấu vào hai cái sợi dây này, vào hai cái dây nguồn và luôn luôn để ở chế độ chờ bực như vậy thì nó sẽ tự sáng. Đấy có chỉ cần nhất có ánh sáng đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình này. Nó cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 50.000 một sản phẩm quý vị nhá. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em này. Một đuôi đèn cảm biến như vậy cực kỳ là hay nhá, về lắp nhà vệ sinh này, hành lang này, đặc biệt là để chống trộm nhá, ở các cổng luôn, khi vào có người đi đến là nó tự phát sáng, là nhiều lúc nó hơi giật mình cho em nhé, cực kỳ hay. Đấy quý vị nhìn thấy chưa, chỉ cần ấy là nó sẽ phát sáng như vậy. Chỉ có 50.000 thôi, nhanh chân nhanh tay mua về để bảo vệ ngôi nhà của mình quý vị nhá.
tiếp theo ngày hôm nay em về thêm cái lô, một cái lô sản phẩm nhé. Đấy, đây là keo điền hàng Nhật Bản, cực kỳ là ngon luôn, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, thì ngày hôm nay em sẽ có hai loại này, một loại 7.000 nhá, một loại 7.000 cho em là cuồng lớn này, cuồng lớn nhá, 7.000. Cuồng này thì nó thật các quý vị, ra quán mua thì tầm mười mấy nghìn cơ. Đấy, 7.000 một cuồng này, còn lại 5.000 nhá. Đấy, cuồng mỏng 5.000 cho em. Đấy, cuồng mỏng 5.000 cho em nhá. Quý vị bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo em về là cái bộ sản phẩm bộ combo nhé, bộ sản phẩm vò xịt, cái đầu xịt tưới cây này, tưới hoa này, rửa làm vệ sinh này, cực kỳ là đã nhé, có tay cầm nhé, có tay cầm luôn, có vòi bóp nhé, mình muốn ngắt muốn tắt và có tặng kèm hai cái đầu nối nhanh này. Thì một cái bộ như này thì hiện tại bên em đang bán với giá chỉ có 100.000 một bộ nhá. Đấy, quý anh chị em bà con nào quan tâm thì alo cho em nhé. Đấy, hàng bao chất bao xịn sò luôn nhé, cũng muốn tia nhỏ tia lớn đi đầy đủ hết nhá. Đấy, tia nhỏ tia lớn đầy đủ hết luôn. Em lên nghe cái màu bộ bài vàng cho toàn thể quý anh em mình nhá. Đây, đây là cái màu bài vàng, bài này là bài bằng chất liệu nhựa quý vị nhá, cực kỳ là ngon luôn, mỏng manh cực kỳ là đẹp luôn nhá. Bài này người ta gọi là bài vàng đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, thấy chưa, nét như Sony luôn. Đấy, anh nào thường xuyên chơi bài và chơi kiểu bài thì đây, cái màu bài này là mời bào lý tưởng nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có một bộ 30.000 nhá, một bộ bài vàng như này chỉ có 30.000 thôi, siêu ngon và siêu bền luôn nhá, chống nước chống làm dấu các kiểu nhá. Xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi, ngày hôm nay em về một cái lô sản phẩm đấy là cái lưỡi nhá. Đấy, quý khách hỏi rất là nhiều nên em nhập hàng về để phục vụ quý khách nhá. Rồi, một cái lưỡi hàng Nhật xịn sò luôn nhá, Japan luôn, lưỡi cưa kiếm này, cái này này là cái lưỡi không nhá, ai anh em nào mà có cái cưa kiếm như này rồi ấy đấy mà lâu ngày nó bị cái lưỡi nó bị cùng á, bị ấy thì mình có thể thay. Và ngày hôm nay em về cái mẫu lưỡi này cho quý vị bà con bạc mình này nhá, thanh lý với giá chỉ có 25.000 một lưỡi nhá, 25.000 một lưỡi như thế này quý vị nhá, mình về mình thay thay vào bực cái này lên nhá, rồi mình thay vào là mình sử dụng cực kỳ là ok, có cán sẵn nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cho toàn thể quý bà con của bạc mà anh chị em mình ấy một cái mẫu sản phẩm nhá. Rồi, màu kìm mỏ nhọn nhé, đây là cái màu kìm mỏ nhọn, mình nói là bao ngon luôn, bao xịn sò nhá quý vị nhá. Đây, em bóc ra một cái luôn cho quý vị mình cùng xem nhá. Rồi, hàng này có lò xo nhá, cái màu này là có lò xo quý vị nhá, có đàn hồi này, mình bóp vào là nó từ nhà ra cho em này, cực kỳ ngon, xịt nhá. Đấy, camera quay xịt trịt luôn, không hở chút xíu nào luôn, cắt này đấy, và kìm mỏ nhọn, những cái vật gì nhỏ nhọn là ok này nhá. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có 55.000 một cái nhá. Một cái kìm mỏ nhọn, hàng này là hàng cực kỳ cao cấp luôn quý vị ơi. Đấy, bò bọc này bằng cao su chống trơn trượt này, cực kỳ là ngon nhá, chống rỉ rẹt quý vị nhá. Rồi, 55.000 một sản phẩm, anh chị em bà con của mình quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, về tiếp cái lô sản phẩm bình giữ nhiệt quý vị nhá, đây là bình giữ nhiệt mẫu 8 lít và 10 lít cho em, hàng cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Đây, cái loại này thì trong inox này, ngoài inox luôn, bọc ở giữa là bọc cách nhiệt, cực kỳ là giữ nhiệt, nước sôi, nước lạnh, nước đá gì cũng xài được hết quý vị nhá. Hàng bao chất lượng luôn, có vòi xả nước cho em này. Thì hôm nay em sẽ sell trên kênh thì giá cực kỳ là rẻ nhá. Rồi, con 8 lít thì 220, còn con 10 lít là 250.000 nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu quan tâm, bà con nào có nhu cầu sử dụng thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cái màu sản phẩm lục giác bi, lục giác sao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đây là hai cái màu lục giác này. Hàng ZT nhá, hàng UETA, cực kỳ là ngon luôn. Được mà chrome siêu bóng 7 nhá, chống rỉ rẹt luôn, siêu cứng nhá. Rồi, một cái bộ lục giác bi này thì em sẽ sell với giá 50.000. Còn anh nào lục giác bông thì nó là 55.000 nhá. Lục giác bông 55.000. Đấy, thép CRB quý vị nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây, thép CRB. Đấy, ok chưa? Rồi, được dập nổi lên luôn. Đấy. Bao chất lượng nhá. Em lên cho quý anh chị em bà con mình một cái màu dao rọc giấy nhá. Đây là cái màu dao rọc giấy, hàng cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy. Hàng này là hàng tay cầm là bao êm này, cao su bọc bao êm nhá. Rồi, tháo mở để thay lưỡi cực kỳ là dễ dàng nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp rồi. Nhá, hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây, 10.000 một cây nhá. Xin lẻ bao cho tất cả toàn thể quý vị bên sử dụng nhá. Liên tiếp cho quý vị bà con bạc mình cái màu kéo nhá. Kéo này là kéo tỉa mầm, tỉa chồi, dành cho các bác nhà chuyên nhà vườn chơi cây cảnh đấy thì cực kỳ là hay nhá. Đấy, khi mình tỉa cành mà cành nó lên rồi, những cái chồi mầm nào mà không cần thiết ấy
mà nhỏ nó nằm trong sâu á, thì mình cái mùi này nó nhỏ này, mình đưa vào trong mình chồi mầm cho em này, cực kỳ là hợp lý nha, cực kỳ là đẹp luôn. Hàng này hàng bao chống rỉ rét quý vị nhé, bao chống rỉ rét luôn, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, thì hôm nay em sẽ sale với giá chỉ còn 55.000 một cây nhá, 55.000 thôi. Đấy, 55.000 là có một sản phẩm như này, quý anh chị em bà con bạn quan tâm thì ơi em nhá. Em lên tiếp cho quý vị mình một cái mẫu nhá, đây là một cây tô vít hai đầu. Đấy, tô vít hai đầu quý vị nhá, đây có thể tăng giảm luôn, tô vít vừa đầu ba ke này. Đấy, đầu bẹp đấy, đầu ba ke. Và đặc biệt là cái mẫu này là nó có một cái lỗ bên để mình trợ lực lúc mình cần lực nhiều ấy, để mình làm như này để cho nó có trợ lực, mình vặn cho nó cứng nha, chắc chắn nha. Rồi có thể có ngức tăng giảm luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có 10.000 nha, 10.000 một cây. Đấy, tăng giảm khi mình lắp vào thì mình nhấn cái nút này xuống nha, nhấn này xuống đấy, thì nó sẽ vào cho em, nhấn xuống thì nó sẽ vào nha. Chỉ có giá là 10.000 đồng một cây thôi quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là ngon, tăng giảm muốn dài dài ngắn ngắn nha. Em lên tiếp cái mẫu sản phẩm thước mét cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu thước mét 7,5 m quý vị nhé, 7,5 m. Hàng này là hàng thước khai mặt luôn, hàng cực kỳ cao cấp luôn nhé. Thước khai mặt cực kỳ là xịn sò, một mặt lỗ bang này, một mặt lỗ bang nhé, một mặt là thường cho em. Đấy, số thường này là mình nhìn cho rõ này, rõ số nhé. Còn lỗ bang thì anh nào cần phong thủy thì có phong thủy đằng sau này nhá. Rồi, sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy, giá cực kỳ rẻ rồi. Quý anh chị em bà mà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Hello, Tâm Phúc xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi, quay trở lại với Tâm Phúc thì ngày hôm nay lên kênh sale cái mặt hàng này cho quý anh em mình về dùng nhá. Đấy, từ các bác thợ chuyên nghiệp hay là nghiệp chưa gì cũng xài được hết nha. Đấy, đây là một cái mẫu ke góc hàng nhá, ke góc để mình hàng, ke góc 500 nhá. Đấy, này mình hàng để góc 45 độ này, 90 độ, 130 độ, 180 độ đều được cả, ok nhá. Rồi, cái mẫu này thì mình có thể nó là 3 in này. Đấy, cái mẫu này là 3 in nhá. Rồi mình tầm 12 kg đổ lại thì nó là sẽ hit mình cho mình hàng thoải mái nhá. Rồi, vậy thì ngày hôm nay sẽ sạc cái giá này với giá chỉ còn 35.000 một cái nhá. 35.000 một cái ke góc hàng 500. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Về mình hàng muốn hàng gì dàng nha. Em lên tiếp cái mẫu sản phẩm gối massage cho bà con của bác mình nha. Đây là cái mẫu gối massage này, để trị các bệnh như đau vai gáy này, đau vai này, đau vùng, đau lưng này. Đây nhá, cực kỳ là đã luôn. Dòng này thì nó là 20 bi luôn, 20 bi, siêu khỏe luôn quý vị nhá. Đây, nút mở nguồn bên này, có đèn luôn, báo cực kỳ bao khỏe nhá. Mình trị đè thoải mái luôn, nằm trên thùng cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 280.000 này. Nó có rất nhiều chức năng nhé. Đây mình bấm vào đây, xoay ngược xoay xuôi hay là lớn nhỏ, rùng lớn rùng ít tùy mình nhé. Và tặng kèm theo một cái massage mini cho quý vị bà con của bác mình. Hãy tặng kèm theo một cái massage mini nhé. Rồi massage mini ở đây. Rồi quý anh chị em bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em lấy tiếp cái mẫu sản phẩm kính hàng điện tử quý vị nhé. Đây là mẫu kính hàng điện tử. Thì cái kính hàng điện tử này nó là có chế độ auto, auto có nghĩa là tự động nhá. Khi mình hàng thì nó sẽ tự động tối cho mình nhá, không làm bị hư hỏng đau mắt của mình nhá. Đấy, để muốn bảo vệ cho đôi mắt của mình luôn ok, luôn luôn trong sáng và không bị mờ nhòe, thì khi hàng ấy thì mình nên sử dụng một cái kính hàng điện tử tự động này nhá. Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng cho mình. Đấy, khi mình hàng thì nó sẽ tối và khi không hàng thì nó sẽ sáng, mình sẽ vừa nhìn thấy nhá. Rồi, khi mình về mình sử dụng thì mình bóc cái lớp dầu ngoài này cho em nhé. Đấy, cho nó trong ra, cho nó sáng ra. Thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ sale với giá chỉ có 110.000 nhá. 110.000 một sản phẩm. Đấy, quý anh chị em bà con ngoài cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái mẫu vợt muội cho quý bà con của bạc mình nhá. Đây là một cái mẫu vợt muội đa năng. Nó có thể vợt muội này và có thể bật đèn nhá. Đấy, mình bật chế độ như này và có cái chân này, có cái chân mình đựng lên như này nhá, là mình khi mình không vượt ấy thì nó có cái đèn này, nó sẽ hấp thu cái con kích thích cái con muỗi nó vào đây, nó tự chết nha. Đấy, còn mà khi mình không cần dùng ấy, thì mình bật ở chế độ thường thôi. Đấy, là mình dùng nha, là mình vượt muỗi. Còn khi mình bật lên nhiều như này là nó có đèn bắt muỗi cho em nha. Rồi hai chức năng. Rồi có dây sạc theo kèm cho em nhé, có dây sạc và đế này. Đây là cái đế nha, đế để mình khi cần sử dụng thì mình sử dụng nha. Đấy, đây là cái đế để mình dắt vào khi mình cần chế độ bắt muỗi ấy.
thì hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 95.000 nhá. 95.000 một sản phẩm cho quý bà con của bác mình dùng nhá. Hàng này là hàng Việt Nam chất lượng cao. Hay hàng Việt Nam chất lượng cao quý vị nhá. Tấn Phúc lên tiếp một cái màu sản phẩm rùa cho cả nhà mình nhá. Đây là cái màu rùa gồm có 5 cây. Đây là rùa này là rùa bé nhá, rùa mini. Đây gồm có 5 cây hàng Kabushi nhá, hàng Kabushi cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Hàng Nhật Kabushi nhá. Đây bao VIP luôn. Đấy mình về mình rùa đặc biệt là rùa để rùa cái những cái chi tiết nhỏ ấy là cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, đây rùa lưỡi cưa xích này. Đấy là rùa cưa, rùa giữa các kiểu con là điệu mình muốn rùa gì rùa nhá. Những cái chi tiết nhỏ, máy móc nhỏ nhá. Đây gồm có 5 cây này, gồm có cái bẹp này, cái tròn nhá. Cái tròn và tam giác có này, vuông có này và bầu dục có này, có đầy đủ gồm có 5 cây như này. Thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này cho bà con của bác mình về xài nhá. Rồi, với giá chỉ có là 95.000. Đấy, 95.000 gồm có một hộp như này nhá. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Rồi, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cái mẫu lưỡi đá cắt sắt một tấc một cho tất cả quý anh chị em bà con của bác mình này. Đấy, với đây cái mẫu sản phẩm này thì ngày hôm nay em sell cực kỳ là rẻ nhá. Thì một lưỡi là 3.000 thôi, một lưỡi 3.000 nhá. Còn anh nào mua một lốc 25 lưỡi như này thì em sẽ tính là 70.000. Đấy, một lốc 25 lưỡi như này là 70.000 nhá. Còn mua lẻ thì một lưỡi 3.000. Giá cực kỳ là rẻ rồi, siêu rẻ luôn quý vị nhá. Em lên tiếp một cái mẫu sản phẩm đây là cái máy mài khuôn, mài lụa mini cho toàn thể quý anh chị em bà con quảng mình nhá. Đây, và phụ kiện theo kèm của mỗi nó là gồm có 100 món chi tiết theo kèm quý vị nhá. Đây, gồm có mũi khoan này, mũi đá, đá mài, đá cắt, đá gầu các kiểu đầy đủ như này. Thì cái sản phẩm này là hàng của Thái Lan nhé, hàng Thái Lan, bởi nhập khẩu bởi công ty Anh Phát nhé. Đấy, tem chống hàng giả cực kỳ là ngon này nhé. Có điều chỉnh tốc cho quý vị này. Đấy, có điều chỉnh tốc 6 số nhá. Thang ngoài này cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, mài khuôn mài lụa mini có dây là nối dài để mình mài những cái con ngóc ngách đằng trong này. Mài ấy này mình nối theo nhá, và các đầu nối theo kèm, các cái đầu này đấy nhá, các đầu kẹp theo kèm rất là đầy đủ luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 450.000 thôi. 450.000 một cái sản phẩm như này nhá. Đấy, 100 món chi tiết theo kèm như này. Mài khuôn mài lụa này, hàng nhập khẩu Thái Lan cực kỳ là xịn sò. Đấy, quý anh chị em bà con bạn cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cho quý bà con của bác mình một cái bộ dao lúa mạch nhé. Hai bộ dao lúa mạch này thì mình để cắt bánh mì này, thái trái cây này, cắt rau này, củ quả cực kỳ là hay luôn nhé, gọn nhẹ và đẹp luôn. Hãy để bên bàn salon cực kỳ là để đến bàn bằng ăn ấy, cực kỳ là đẹp nhé. Đấy, ok nhá. Nhà nào có dao có kéo có bào củ quả luôn. Thì một bộ dao như này gồm có 3 cái dao nhá, một cái bào và một cái kéo. Em sell với giá chỉ có 45.000. 45.000 một bộ dao lúa mạch cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhá. Tiếp theo em lên một cái mẫu sản phẩm, đây là cái vòi xịt đa năng nhá quý vị nhá. Đây là cái mẫu vòi xịt tăng áp này, cực kỳ là đạt luôn. Đấy, với là cái một cái sản phẩm mà thấy chưa? Đây là mít bằng đồng nhá, đầu bằng đồng, nối nhanh bằng đồng nha em này. Và đây là bằng kim loại. Mình có thể tăng giảm ở đầu này nhá. Có thể xòe này, có phải tia nhỏ này để mình tăng lên cái áp lực thì mình xịt những cái vết bẩn nó đi nhá. Vết bẩn vết chơi nó đi cực kỳ là dễ dàng này. Nhá. Và được tặng kèm 3 cái đầu nối này. Đấy, đầu này là vào cái đầu Rumene nhé. Và nối nhanh. Đấy, nó là nối nhanh như này. Rồi, mình có thể đấu nối cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, là quý vị cái này cho vào Rumene. Cái nào cho vào lắp vào. Và đây là đầu dây và còn cái này đưa vào đây nhé. Rồi, thao tác cực kỳ đơn giản và gọn nhẹ như này. Thì ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 70.000 nhé. 70.000 một bộ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình có nhu cầu sử dụng thì mua về xài nhá. Có nhu cầu, alo cho Tân Phúc quý vị ơi. Em lên cho toàn thể quý vị bà con quạt mình cái mẫu xay, xay khô, nghiền, xay và nghiền khô nhá, cực kỳ là đạo luôn. Đấy, mình để sẽ xay cà phê, nghiền cà phê này, đặc biệt những bác nào mà chuyên uống cà phê mà nghiền luôn cả hạt ấy thì đây nhá, đây là một kiệt tác luôn quý vị ơi. Một cái cối inox này bên trong này cực kỳ đạo luôn nhá. Với một cái lưỡi xay đa năng, nó có thể nghiền nát tất cả các hạt cà phê này, ngũ cốc này nhá, rồi đầu xanh mè này, với một cái công suất của họ là 500-300W này. Đấy, hàng là trong inox này, ngoài có bọc nhựa, nắp là nắp trong suốt nhá. Đấy, có răng cao su đầy này, chống rồng này, chống chống đồ này. Đấy, nhìn quý vị nhìn thấy nhá, xay có thể xay được tất cả các loại hạt như này. Rồi, ngày hôm nay một cái kiệt tác siêu phẩm như này em sẽ sell cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình đấy, với một cái giá siêu rẻ luôn nhá. Đấy, 150.000 thôi, 150.000. Quý vị có nhu cầu alo nhá.
em lên cái màu sáp đánh bóng gỗ cho quý vị bà con của bạn mình nhá. Đấy, nó là chủ yếu là nó là chuyên làm bóng các cái loại đồ mà bị cụ nhá, đấy, gỗ nhựa các kiểu con là điều luôn, sắt rồi gì cũng được, ok hết nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ xeo cái màu này này, cực kỳ là đã luôn nhá. Sáp ong làm bóng chỉ có 20.000 một củ nhé, 20.000 một củ cho em này. Đấy, quý vị nhà nào mà đồ gỗ mà bị cũ kỹ thì mua đồ này về quốc lên là như mới luôn quý vị nhá. Em lên cho toàn thể quý chị này, đấy, quý anh này một số cái một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái lau này, một cái cần lau mini để lau cửa kính hay lau nói chung là làm bếp này, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy mình vắt nhá, cái ấy là mình bóp ra này, hay mình nhúng mình vào dầu xong mình vắt này, hãy thu gọn lại như này, cất mắc ở bếp cực kỳ là gọn gàng luôn nha. Rồi thì với một cái sản phẩm như này, ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý anh quý chị mình ấy, với một cái giá là 28.000 một cái nhá. 28.000 một cái, một cái lau mini cực kỳ là đẹp luôn, hay tiền lời như này luôn, quý vị nhìn thấy chưa, thu gọn và khi ấy là mình vắt này, hãy mở ra nhá, hãy gom lại siêu đẹp luôn. Đấy, em lên cái màu cao dáng vai gáy nhá. Bác nào mà thường xuyên đau vai gáy này, mỏi cổ mỏi lưng này, đấy, hoặc là đau cổ tay cổ chân thì mua một cái hộp này về dán nhá. Đây là cao dán vai gáy ngải cứu cho em, gồm có một cái hình như này, nó rất là dễ dán, dán ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá, rất chi là dễ này, và nó là độ bám rất chi là cao, và cái ngải cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này. Hôm nay em sell cho tất cả quý bà con các bác mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nhé, 20.000 đồng một hộp thôi. Em lên cái mẫu đèn pin mini cho quý bà con của bác mình nhá. Rồi đây là một cái mẫu đèn pin mini hàng Nhật xịn sò cho em nhá. Rồi nó là dòng mini nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đấy, một cái tính năng cực kỳ là xịn sò nhá. Rồi có móc gài áo này, có khuy gài áo cái quần nhá, rồi cực kỳ là đẹp rồi. Nó là có thể tăng giảm xa gần luôn nhá. Rồi siêu sáng này, với một cái chất lượng mini đèn siêu sáng, nó có nhiều có thể rọi xa này nhá, phóng to thu nhỏ cho tùy thủy cho mình nhá, gần thì mình phóng to ra mà xa thì mình có thể nhom nhỏ lại để phóng xa nhá. Đấy là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là mình có thể là đấy, đèn bên đông khi cấp điện này cần cái độ sáng rộng này, mình có thể nhá, với một cái bóng đèn led siêu sáng như này, nó siêu sáng như quý vị nhá, nó đấy siêu tiết kiệm điện luôn. Rồi có thêm một cái tính năng nữa đây là nhấp nháy để báo hiệu sự cố cho em nhé. Rồi này, thân lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình ấy, với được cái giá cực kỳ đẹp luôn nhá, 40.000 một cái cho em, với giá chỉ có 40.000 thôi, có kèm theo dây sạc cho nó này, nó nằm trong cái hộp nhựa nhá, siêu chất lượng như này. Rồi quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc, cô chú anh gì thường xuyên hay uống nước chè này, nước sôi ấm này và nước chè xanh nhá. Rồi một cái bình dung tích 2 lít này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá, hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dằng luôn, hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Rồi đấy, có nắp đầy như này, và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá, là mình nó sẽ tải nước ok, còn thường thường mình mở ra thì này sẽ đóng lại nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 150.000 thôi nhá, 150.000 một cái bình như này, quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái màu cao dáng vai gáy nhá. Bác nào mà thường xuyên đau vai gáy này, mỏi cổ mỏi lưng này, đấy, hoặc là đau cổ tay cổ chân thì mua một cái hộp này về dán nhá. Đây là cao dán vai gáy ngải cứu cho em, gồm có một cái hình như này, nó rất là dễ dán, dán ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá, rất chi là dễ này, và nó là độ bám rất chi là cao, và cái ngải cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này, hôm nay em sell cho tất cả quý bà con các bác mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nhá, 20.000 đồng một hộp thôi. Em lên một cái màu kéo Nhật cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhé. Đây là cái màu kéo Nhật SK5 này, hay hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn. Đấy nhá, một cái thương hiệu Japan, này hàng cực kỳ VIP luôn. Kéo thì chống rỉ rét nhá, hay không bị xét đâu, cực kỳ là ngon, hay khuy vít cực kỳ chắc chắn này. Cán này là cán bằng nhôm đúc nhá, nhôm đúc cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, có sơn này, sơn nhũ nhá, này đẹp ngon. Để mình cắt đầu tôm làm cá, nó giống là cái màu này thì
nó cực kỳ là hữu dụng nhá, nó tiền dùng nó gọn nhẹ cho mình. Thì ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái cho em này. Và quý vị nào mua combo 4 cái thì 100.000 nhá, 4 cái 100.000, còn một cái là 30.000 quý vị nhá. Rồi quý vị nào lên đơn thì alo cho em nhá. Riêng cái màu kẹo cắt ống nhé, đây là cái màu kẹo cắt ống, nói chung là đa năng nha, kẹo cắt các loại ống luôn, ống PVC, PCR, nói chung là đều ok hết, ống dây điện đều ok nhé, ống ren dây điện ấy, đây, cực kỳ là đạt luôn. Đường mở của nó là 42 nhé, mình cắt được ống phi 42 này cho em này, cực kỳ là đạt luôn nhé, hàng này hàng chất lượng cao đấy, hàng này hàng chất lượng cao quý vị nhé. Rồi 85.000 một cái cho em này, quý anh quý bà quý em quý anh chị có nhu cầu thì quan tâm thì alo cho em nhé. Riêng cái màu kẹo cắt ống nhé, đây là cái màu kẹo cắt ống, nói chung là đa năng nha, kẹo cắt các loại ống luôn, ống PVC, PCR, nói chung là đều ok hết, ống dây điện đều ok nhé, ống ren dây điện ấy, đây, cực kỳ là đạt luôn. Đường mở của nó là 42 nhé, mình cắt được ống phi 42 này cho em này, đây, cực kỳ là đạt luôn nhé, hàng này hàng chất lượng cao đấy, hàng này hàng chất lượng cao quý vị nhé. Rồi 85.000 một cái cho em này, quý anh quý bà quý em quý anh chị có nhu cầu thì quan tâm thì alo cho em nhé. Hôm nay cái màu búa lùn cho quý vị nhé, hãy ngày về một cái màu búa lùn cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi, này nhìn hàng hàng năm sao nhá, búa lùn của Nhật cực kỳ là đạt luôn, này búa lùn của Nhật quý vị nhé, đấy Puka Japan này, hàng cực kỳ là VIP luôn đấy. Rồi thì ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này, với giá chỉ có 38.000 nhá, 38.000 thôi. Đấy, cho có bọc cao su êm này, đấy, cầm nắm này, không bị trơn trượt nhá, cực là xịn sò luôn. Đấy, búa này thì nói chung là mua một cái về xài cho nó sướng một đời nhá, nhổ đinh đóng đinh thoải mái cho em này, cực kỳ là ngon luôn nhá, tiền lời gòn nhè cho em. Đấy, có nhu cầu mốc thì alo cho em nhá. Em lên cái màu máy bào gỗ cho quý bà con của bác mình nhá. Rồi đây là cái màu máy bào gỗ xài lưỡi 8/2 ly nhá, đó một cái máy có cái đường kính như này nhá, cực kỳ là xịn sò luôn. Đây cái bảng của nó đây nhá, bảng lưỡi của nó cực kỳ là VIP luôn, có lưỡi nó lắp theo kèm ở trong máy luôn nhá. Và đây là cái nút điều chỉnh cái đồ ăn của nó này, cái đồ ăn sâu hay cạn từ 0,5 đến 1 ly nhá. Đấy, và công suất của em nó ấy là công suất của nó là 780W nhá, 780W quý vị nhìn thấy chưa, 780W này. Đấy, và vòng tua 16.000 vòng lên 1 phút. Đấy, 8/2 ly nha, lưỡi của nó này. Rồi xài điện 220V. Đây là một cái máy thương hiệu Nhật Bản cho em này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn. Đây em sẽ thanh lý cho quý bà con bác anh chị em mình đấy, với một cái giá cực kỳ là rẻ luôn nhá. Chỉ có 500.000 thôi. À, 500.000 một con máy như này. Hàng bao chất lượng, bao xịn sò cho quý bà con của bác mình về sử dụng nha. Rồi quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. 500.000. Em liên tiếp với mẫu sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình này nha. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng đó nhá. Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nhá. Rồi, cực kỳ là đã luôn nha quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn này. Nha, bao khỏe luôn nhá. Nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nhá. Đây bật lên chà cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi nhá. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nhá. Mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Đấy, xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà có một cái sở hữu một con máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiện lợi, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nhá. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi và đây là cái mẫu sản phẩm dây áp lực chiều áp lực cam nhá, dây dành cho máy rửa xe điện quý vị. Đấy, do nhu cầu sử dụng của quý bà con của bác cuối năm làm tổng làm vệ sinh nhà cửa vườn tược nhé, cần có nhu cầu kéo xa nhá. Đấy, nhà mình mà có máy rửa xe bằng điện rồi ấy, thì đây bình thường thì theo máy, dây theo máy là nó tối đa là 15m. Thì đấy là nhu cầu cuộc sống của quý khách hàng có nhu cầu, cho nên em nhập về một cái mẫu đấy là dây dài 30m nhá. Đây là một cái mẫu dây dài áp lực dài 30m này, cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Kéo từ trong nhà ra tới sân vườn thoải mái nhá, tưới cây làm vệ sinh nhà cửa cực kỳ là đã luôn. Rồi
nay em thanh lý về cái lô này trả rẻ cho toàn thể quý vị bà con và mình nhá, với giá là 250.000, 250.000 một sợi nhá, dây dài 30m quý vị nhá, dây dài 30m một cuộn dây đã đây, đấy, dài 30m cơ mà, đấy, kéo từ trong nhà ra tới ngoài vườn luôn, thoải mái làm vệ sinh nhá, 30m chỉ có 250.000 thôi nhá, và kèm theo súng thì đây, cũng có súng nhá, súng thì 100.000 một cây nhá, trống thì súng xịt rửa xe 100.000 một xe một cây như này. Đấy, anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rất là nhiều luôn để về phục vụ cho quý vị bà con bạc mình. Bao la nhá. Rồi tiếp theo là em lên cái màu lam xích cho quý vị nhé. Đây cái màu, một cái màu lam xích mà nói chung là quý bà con của bạc mình ấy ai cũng có nhu cầu về sử dụng này, cực kỳ là hay nhá. Rồi một cái bộ lam xích như này là nói là dài 12 inch nhá. Và 12 inch đây là tiêu chuẩn quốc tế, còn đổi ra Việt Nam mình là 30cm nhá. Rồi 30cm cho em này, để lắp vào một con máy mài. Thì máy mài mình ấy là máy mài xài lượng 1 tấc nhá. Máy mài xài lượng 1 tấc là mình lắp vào ok này. Và đây, đây là những cái phụ kiện chi tiết theo kèm này. Em đang đầy đủ tay cầm nhá, lá trắng, lam xích. Nói chung nguyên một set phụ kiện như này đầy đủ cho quý vị bà con của bác mình nhá. Về chỉ có việc lắp vào máy mài. Đây về lắp vào như này thôi là xài sử dụng. Ngay mình bóp cò máy mài là cắt cực kỳ ok nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000 một bộ cho em nhé. Anh nào bà con của bác mình ai có nhu cầu thì alo cho em nhé. Em lên cái màu tỉa lông mũi cho bà con của bác mình nhé. Đó, nhiều bà con hay hỏi đấy, về cái màu tỉa lông mũi nhé. Đây là cái màu tỉa lông mũi bằng tay. Nó cực kỳ là gòn nhẹ và tiền lời sử dụng nhé. Đấy mình chỉ cái đúc này vào trong lông mũi là nó mình nhấp như này nó tự ngắt, tự cắt cho mình thôi. Đấy, rất là dễ sử dụng nhé. Nó nằm trong một hộp cực kỳ đẹp. Hay về phục vụ quý vị bà con của bác mình nhé, với giá 40.000 một cái này, 40.000 một cái quý vị nhé. Hay bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo này. Em lên tiếp cái mẫu sản phẩm nồi chiên không dầu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhé. Đây là cái mẫu nồi chiên không dầu lồng ngang và dung tích của nó là 12 lít nhé. Đây, đây là nồi sức của nó đây, cực kỳ là xịn sò luôn. Đây là hàng nồi địa Đài Loan quý vị nhé, phải nói chính xác là như vậy. Đây là cái hàng mẫu Camen này, 12 lít nhá. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, có kính này. Cánh này là mình có thể nhìn thấy bên trong, đây quý vị nhìn thấy chưa, đây là mình có thể chiên, mình nhìn thấy bên trong luôn, cực kỳ đã nhá. Rồi gồm có sợi đốt này, đây sợi đốt thì đó, lá quạt ở đây luôn, nó tản nhiệt cực kỳ là xịn sò luôn, mình có thể nhìn thấy không nhá. Đây, mình chiên nướng con gà như nào thì tùy theo mình nhá. Và nó là có hướng dẫn đây này, hướng dẫn này bên trên nhá, hướng dẫn bên trên, hướng dẫn là mình nướng cái gì, chiên cái gì thì nó theo cái nhiệt độ, hai nút chỉnh ở bên này nhá. Đây là chỉnh nhiệt độ và chỉnh thời gian cho mình này. Đó, hàng cực kỳ là xịn sò rồi. Em nay em thanh lý với giá chỉ có là 730.000 nhưng có quà tặng là quý vị nhá. Đây sale giá rồi, 730.000 có quà tặng theo kèm này nhá. Một cái thìa bồ thìa vàng cho mình này, hay một bồ thìa vàng cho mình nhá. Đây hàng cực kỳ là xịn sò. Quý anh chị em bà con quà mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Chào toàn thể quý vị bà con của bác trên mọi miền Tổ quốc nhá. Đây, tiếp theo em lên một cái màu sản phẩm, đây là cái máy đánh trứng này, đánh cà phê này. Đây là cái đánh lên bọt cà phê ấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Đây cái màu này nó xài bạc pin, siêu gòn nhẹ luôn quý vị ơi. Và nó có 3 cấp độ nhá, 3 cấp độ mạnh nhẹ cho em này nhá. Mình cái bấm như này là nó xoay thôi. Đấy, đó đánh cà phê đấy. Cực kỳ là đánh như này là đánh nhá. Và tăng lên này nhá. Đó, 3 mức cho mình này. Tùy theo mình mức nào thì mình chọn tùy theo mình nhá. Rồi, ngày hôm nay ấy là em sẽ thanh lý với cái màu sản phẩm này ấy, với một cái giá siêu rẻ luôn nha. Chỉ có 75.000 một cái thôi. Đấy, 75.000 một cái máy đánh trứng bằng pin, cực kỳ là đã luôn. Và tặng kèm theo hai cái nhá. Hai, một cái đánh trứng này, một cái đánh cà phê sủi bọt này. Đấy, và một cái dây sạc theo kèm nhá. Rồi, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo là cái màu thớt inox nhá. Đây là một cái màu thớt inox này, mà thớt inox kháng khuẩn cực kỳ là sạch sẽ luôn quý vị nha. Đây mình có nó, mình xắt thịt đồ chín đấy, nói chung là rau hành thịt đồ chín thì nó vô cùng vệ sinh luôn. Đây, cực kỳ là tuyệt vời luôn nhá. Một cái tấm thớt inox dày nhá, này thớt inox dày này quý vị nhìn thấy không, này thoải mái luôn, khác thoải mái. Và mình làm vệ sinh khi làm xong lau chùi cực kỳ là sạch sẽ luôn nhá. Đây không rỉ không rác này, cực kỳ hợp vệ sinh luôn. Nay em thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình đấy về dùng nhá, với giá chỉ có 75.000 một cái thôi, 75.000 một cái thớt inox như này quý vị nhá. Đấy,
đường kính thì đây, đấy, đường kính của nó cực kỳ là khá lớn này, cắt khổ thịt luộc thoải mái nha. Đấy, bề ngang thì nó tầm 25 này, bề dài thì nó tầm 40 nha. Đấy, bề 40 luôn ấy, cực kỳ là rộng rãi và thoải mái cho mình cắt rau này, củ quả thịt luộc này. Đấy, đồ chín cực kỳ là ngon luôn nha, với giá chỉ có 45.000 thôi. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kìm mỏ quà cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu kìm mỏ quà hàng Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, đây là mẫu này là mẫu lớn nhá, mẫu kìm quà lớn nha em này. Đấy, cái mẫu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhé. Đây này, đường kính của mở của nó là 10 phân nha em nhé. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý vị bằng các ống này nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn. Với cái mẫu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nha. 140.000 một cái kìm mỏ quà hàng lớn như này. Cái hàng này hàng Nhật có bao xịn sò luôn quý vị nhé. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhé. Bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này. Đây là bơm nước cho hoa, cho lan này. Cực kỳ là xịn sò luôn nhé. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp cực kỳ là xịn sò cho em. Bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái mẫu này là dung tích 2 lít nhá. Này hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá. 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Rồi tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm nhá. Một cái đĩa mà cắt này, đĩa cắt của máy lắp máy mài mini nhá. Mình cắt bằng thành một cái máy cắt bằng này, cực kỳ là ok luôn này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Mình lắp vào nhé, thành một con máy cắt sắt bằng đấy, từ con máy mài như này. Thì mình lắp máy mài này tầm 1 tấc 2 đầu lại nhé, là xài được cái mặt bằng này cho em này. Thì hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 280.000 nhé. Giá bán là 280.000 thôi, giá siêu rẻ rồi. Vì anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Rồi tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm là một cái mẫu đế nhé. Đây là cái mẫu đế để cái mình khoan bàn, đấy, từ cái khoang này là khoang cầm tay nhá, mình lắp vào. Đấy, khoang đầu 10 ly, 13 ly gì cũng được hết nhá, lắp vào đây. Đấy, cực kỳ là hay nhá. Rồi, thế sau đó là mình có thể khoang này, đấy, mình khoang thành một cái đế khoang bàn nhá. Cực kỳ là đẹp và xịn sò như này, nó cực kỳ chính xác nhá. Bác nào mà hay làm công việc gia đình nhỏ nhỏ ấy, thì làm những cái này cực kỳ là hay. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 280.000 nhá. Giá chỉ có 280.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo có về thêm cái mẫu khay đựng thức ăn quý vị nhé. Đây là cái mẫu khay đựng thức ăn để tủ lạnh. Nó có gồm có 5 cái nhé, gồm có 5 cái cho em. Cái lớn nhất thì đường kính nó là 18cm này. Và nó nhỏ dần nhé. Đấy, và có nắp đầy đủ như này. Rồi một combo như vậy là 5 cái inox mỏng để mình để thức ăn vào tủ lạnh cho nó khỏi bị hư hỏng ấy. Và nó bị nó hấp thu nhiệt nhanh. Thì cái mẫu này ấy, em về một số lượng cực kỳ là lớn luôn, nên thanh lý cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy, với giá chỉ có là 38.000 nha. 38.000 một sản phẩm thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nha. Tiếp theo này có về cái lô sản phẩm máy khò nhiệt đất mắt cực kỳ xịn sò nhé. Đây là cái mẫu hàng Thái Lan, hay xài điện 220 cho em nhé. Với công suất cực kỳ lớn luôn, 2.000W cho em. Và nhiệt độ của nó là từ 60 cho đến 6.000W này. Ngấp độ 1 là 250W thì nó là 60 độ C, 1.000W là 350 độ C nha. Và 2.000W là 6.000 độ C này. Cực kỳ là xịn sò luôn, 600 độ C quý vị nhá, nhầm 600 độ C cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Và tặng kèm hai cái đầu này. Đấy, muốn gom nhỏ này và xòe lớn này. Đấy, hàng motor cực kỳ lớn luôn, hàng bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Với giá chỉ có là 330.000 thôi. Đấy, thanh lý với giá 330.000 nha. Quý vị bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Tiếp theo là cái mẫu sản phẩm cái bột nhé. Đây là cái hộp bột để mình thông cống bồn cầu này. Mình bị tắc nghẽn ấy, lavabo này, ống cống này thì nó bị tắc nghẽn ấy, nhà vệ sinh này thì mình đổ vào nhá. Nó từ làm phân hủy ấy, cái vật liệu cứng xong nó sủi bọt lên là nó mà sẽ thông cống cho mình nhá. Cực kỳ là ok và hiệu nghiệm luôn nha. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý vị mình này, một lọ là 25.000. Mà bác nào mà mua 5 lọ ấy thì em sẽ tính giá 100.000 thôi nha. 5 lọ là 100.000, còn
một lò là 25.000. Đấy, anh em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Anh em có một cái lô khóa quý vị nhé. Đây, khóa này là khóa chống cắt. Khóa chống cắt cho quý vị này. Đấy, với là một cái đường kính của nó bề ngang là 5 cm nhá. Đấy, đường kính 50 mm này. Nó có 3 chìa khóa theo kèm. Khóa chống cắt, cái chống rỉ cực kỳ là ngon nhá. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý bà con của bạc mình với giá chỉ có là 35.000 thôi. Giá 35.000 một cái nhá. Đấy, quý vị bà con của bạc mình, anh chị em mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Ờ, nay em về lại cái mẫu sản phẩm đèn đổi đầu một bóng cho quý vị nhá. Đấy, với nhu cầu sử dụng cho quý vị về cái mẫu sản phẩm này, hàng cực kỳ là xịn sò cho nên khách đặt quá trời luôn. Đấy, về lại tiếp tục để phục vụ cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Rồi, cái mẫu này thì đèn đổi đầu một bóng này, nó gọi là siêu xa luôn nhá. Đấy, đèn đổi đầu ánh sáng trắng này, cực kỳ là đã luôn. Đấy, bóng led siêu sáng này. Và đặc biệt cái mẫu này ấy, nó là xài pin 18650. Pin vô những cái quả máy khoang pin ấy. Đấy, là về xài, lắp vào xài, pin tái sử dụng nhá, pin sạc cực kỳ là ngon luôn. Pin này dung lượng của nó là mình xài 6-7 tiếng thoải mái cho em nhé, 6-7 tiếng thoải mái cho một cái đèn như này. Rồi, có dây sạc theo kèm này, đấy, có dây sạc theo kèm, có hộp này và dây đổi đầu nhá. Đấy, hàng bao chất lượng cho quý vị mình xài. Rồi, thì hôm nay em về em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình ấy, với một cái giá chỉ có là 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái đầy đủ phụ kiện như này, đây về chỉ có việc xài thôi. Đấy, hàng bao chất lượng nhá. Này, quý anh chị em bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo về cái mẫu sản phẩm Zippo quý vị nhá. Hai một cái mẫu Zippo. Hai hàng bao đẹp luôn, hai bao bao nó như bao xanh điều nhá. Dành cho những anh hay hút thuốc này, đấy, hoặc là chơi hộp quẹt này nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mua về là mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá. Có đầy đủ như này, đó, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, về nhiều quý vị ơi. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này, đấy, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá. 30.000 một cái cho em. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con của bạc mình, anh chị em mình này. Hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nhá. Rồi, một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp là nó sẽ tự hút cho mình nhá. Hút xăng hút dầu chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nhá. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi. Đấy, 35.000 một cái nhá. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nay về thêm một cái lô sản phẩm rìu đầu sói quý vị nhá. Đấy, đây một cái rìu, đây là cái mẫu đa năng. Đấy, một cái đầu này mộ này và một cái đầu này chặt này. Mình có thể sử dụng rất chi là tiện lợi nhá, như chặt xương, chặt đồ các kiểu, chặt cành cây. Đấy, đi rừng đi rú thì quá bao chất luôn. Một cái mẫu rìu đầu sói liền quý vị nhé. Đây, đây là một cái thẹp siêu cứng liền luôn. Đấy, bọc quai cực kỳ là ngon nhé. Đấy, thẹp siêu dày luôn quý vị ơi. Đấy, hàng bao chất lượng, bao xịn sò này. Đấy, em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 nhé. 250.000 với một cái rìu đầu sói hàng cao cấp như này. Đấy, quý vị bà con bác anh chị em mình hay ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Hôm nay có về thêm cái lô sản phẩm kìm điện quý vị nhé. Đây là một kìm điện đa năng, mình có thể cắt này, có thể cắt nhé. Đấy, có thể cắt này, cực một cái kìm cực kỳ đa năng luôn, kẹp này và nói chung là đủ. Đấy, một cái kìm 8 inch quý vị nhé. Hàng này là hàng bại Nhật luôn, hàng bại cực kỳ ngon quý vị nhé. Đấy, có bọc này, chống trầy, chống trượt này, chống trơn nhé, cao su. Đấy, làm điện cực kỳ là ngon nhé. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là lộ vốn luôn cho quý vị này. Đấy, thanh lý giá lộ vốn cho quý vị nhé, 35.000 một cái thôi. Đấy, giá chỉ có siêu rẻ và rẻ trên cả rẻ luôn. Đấy, quý anh chị em mà xem được cái kênh này mà không mua thì cực kỳ đáng tiếc nhá. Đấy, anh chị em bà con của bác mình ấy có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho quý bà con của bác anh chị em mình ấy là một cái mẫu sản phẩm nhé. Hôm nay một cái mẫu thước kẹp cơ này, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Đấy, hàng này là
nó cái được kích thước của nó là 150 mm nhá. Rồi này, hàng này bao chuẩn bao chỉnh luôn, thưa kẹp cơ. Đấy, hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhá quý vị nhá. Thế đó, ngức khẳng trên này rồi, và nó được khớp âm nhá. Đấy, được khớp âm nhá, không phải sơn đâu, này khớp âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhá. Một cái mẫu cây thước kẹp cơ này, hàng bao chất lượng bao xịn sò như này, hay em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. Hay 120.000 quý vị nhá. Hay anh chị em bà con của mình đấy, có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo lên cái mẫu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Mẫu này là tô vít đóng hàng Ueta cho em này. Hay tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Ueta này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có tút vít bẹp này, bẹp nhá, và ba ke có đầy đủ hết cho em này, cho mình nhá. Đấy, hàng này thì 540 cực kỳ là xịn sò rồi. Cái thép này tôi cực kỳ là cần nhá, đóng mở thoải mái nhá, sửa chữa thì em bao luôn. Hay các anh sửa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi nay em thanh lý với giá chỉ một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp một bẹp một ke như này 60.000. Đấy, một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nha. Rồi tiếp theo ngày hôm nay, em mới về một cái lô sản phẩm là dây ống hơi nha, dây ống hơi này, dây lò xo nha. Đấy, dài của nó là 15 m này, tổng chiều dài 15 m quý vị ơi. Và dây này dây xịn nhá quý vị nhá, dây xịn Ultra luôn, cực kỳ là ngon. Dài 15 m này, với là em sẽ tặng kèm theo cho mình một cái súng nữa nha, một cái súng để xịt luôn. Đấy, tặng kèm theo một súng xịt và một dây bộ cuộn dây hơi theo kèm như này nhá. Đây, một bộ như này em thanh lý cho toàn thể quý bà con ngoài mình á, với giá là 150.000 nhá, 150.000 một cuộn dây hơi dài 15 m và súng theo kèm. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình ấy, một cái mẫu sản phẩm đấy là một cái mẫu nhá, sạc 12V, sạc bình ắc quy 12V nhá. Đây, đây là cái mẫu này là sạc 12V. Hay thì nó là có cái đèn LED để báo hiển thị này nhá. Đèn này là chế độ này là 25% này, rồi 30 này, 75 này và 100% nhá. Thì khi mình cắm điện vào như này, mình chưa sạc thì nó sẽ hiển thị đèn như vậy. Còn lúc nào mình sạc thì nó sẽ hiển thị theo ngức của cho mình xem luôn nhá. Đấy, xem mực luôn. Đấy, thấy chưa quý vị chưa? Trong cái bình ắc quy này nó hiện tại nó đang chế độ là 75% này, đến 100 lúc nào nó đầy là nó sẽ lên 100% nhá. Đèn báo cực kỳ là hay luôn. Siêu gọn nhẹ, cái mẫu này là sạc bình ắc quy điện tử nhá, qua bo mạch điện tử. Rồi bên em thanh lý với giá chỉ có 95.000 thôi. Thanh lý với giá chỉ có 95.000 nhá. Hay mình mua về mình để sẵn trong nhà, nhiều lúc bình điện nó xe máy nó bị tụt thì mình có thể kích thoải mái, xài cực kỳ ok nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay cái lô dây thắt lưng cá sấu lại về hàng quý vị nhá. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp luôn này. Đấy, thấy chưa? Một cái mặt này, hình cá sấu này, da này, cực kỳ xịn sò luôn quý vị nhá. Nhìn cái hộp không rồi biết là mê rồi nhá. Nhìn cái hộp không rồi biết là hàng là cũng khá cao cấp và xịn sò rồi. Thấy chưa? Da cực kỳ là đẹp nhá. Hôm nay thanh lý với giá chỉ có 150.000 thôi. 150.000 một sợi như này nhá, nằm nguyên trong người hộp. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy, anh chị em bà con bác mình cái bộ cà lê nhá. Đây là quà lê hai đầu, đấy, cà lê hai đầu nhá. Đấy, nó có là thông số này, 7, 6 này, 7 này, 8, 9 này, 10, 11, 12, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nhá. 17, 18, 19 này, 20 và 22. Nó theo số như này, mỗi đầu là một số nhá. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây nhá. 8 cây ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, thanh lý giá 70.000 quý vị nhá. Đây, anh chị em bà con quạt mình có nhu cầu ấy, về mua bộ này trong nhà để sửa chữa cái gì cả cực là hay nữa nhá. Có đầy đủ thông số như này. Rồi, thanh lý giá chỉ có 70.000. Anh quý em, anh chị bà con bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Xin kính chào toàn thể anh em nhá. Rồi, ngày hôm nay bên mình có về một cái lô sản phẩm mà cực kỳ hay luôn, cực kỳ thông minh cho toàn thể anh em nhé, mà đã có xài cái màu máy khoan pin đấy. Và đặc biệt đây là cái màu bộ chuyển nguồn nhá, bộ chuyển nguồn từ pin đấy, từ pin nhá, chân pin phổ thông từ pin 10 cell hoặc 15 cell pin của máy khoan ấy đấy, sang
điện 220 nhá. Đấy, đặc biệt nó là ra điện 220 cho quý vị nhá. Lưu ý nhá. Đây, mình giờ mình găm vào như này, nó rất là dễ sử dụng và nó là ra truyền nguồn. Đây quả pin này là pin 20V này. Và bây giờ nó là còn hiển thị là nó là có xài rồi, có hiển thị còn 18V.3 nhá. Đấy, quả pin nó là như vậy. Rồi, khi có công tắc tắc này, bật nguồn này nhá. Mình sử dụng có thể có 3 cổng USB này, sạc điện thoại này và máy ổ cắm này để mình sử dụng cái cấp điện khẩn cấp nhá. Rồi, qua đây. Đây nha, đây là một cái mẫu chi tiết. Rồi, mình đã găm vào cái quả pin rồi. Pin 15 cell hay là 10 cell gì cũng là chơi ok nhá. Và đây là mình sạc điện thoại này. Đây là cổng USB sạc điện thoại nhá. Rồi, rất chi là đơn giản. Rồi, vô điện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và đây. Bây giờ là nó là chuyển sang chính thức của nó là chính thức 220 để cho quý vị cùng xem này. Một con máy khoan đầu kẹp 13 ly này nhá. Công suất của nó là 710W này. Nhưng mà cái bộ chuyển đổi này ấy, thì anh em muốn bền thì mình xài tầm 300W đổ lại cho em nhá, để cho nó bền. Hãy 300W đổ lại thôi. Còn bây giờ em test thử cái đồ, cái công năng, cái thử nó là như thế nào. Đấy, máy chạy ngon nhá. Bây giờ em bắn tôn luôn, bắn tôn luôn cho anh em cùng xem này nhá. Bắn tôn cho anh em cùng xem cho anh em như nào này. Rồi, em sẽ test cái mẫu bắn tôn luôn. Đấy, cho mình xem nhá. Đây, đây găm điện luôn. Đây, máy đấy. Bắn đi. Rồi. Đấy, rất là khỏe luôn. Ngon nhá. Cực kỳ quốc con nữa. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn đấy. Bao luôn. Đấy, ổ cắm nhá. Nguồn, găm này. Đấy, găm điện thấy chưa. Rồi. Đấy, anh em nào quan tâm thì alo cho em nhá. Với cái dòng sản phẩm này thì em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy, với giá chỉ có là 270.000. Đấy, 270.000 nhá. Đấy, hốt nhanh hốt lẹ quý vị nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về thêm một cái lô sản phẩm. Đây là một cái cối giả quý vị nhá. Đấy, cối giả chạy trên shop Bombo đấy. Đấy, đây là một cái cối chạy, cái chạy để giả nhá. Và đây cái cối nhá. Cối này là hai lớp nhá, in lớp đặt cho em này, cực kỳ là xịn sò luôn, hàng cực kỳ cao cấp nhá. Đây, và cái đường kính của nó là 10cm này. Đấy, dày dặn cực kỳ là nặng luôn quý vị ơi, cực kỳ phê luôn nhá. Đấy, giả tiêu, giả tỏi, giả ớt, giả cực kỳ cũng được nhá, cực kỳ là xịn đấy. Và một cái nắp mình đựng then nhá. Đây như này, để là nó khỏi bị bung ra nhá. Đấy, mình giả thôi, thoải mái thôi. Và có thèm theo cối này. Và cái sản phẩm này thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình ấy, với giá chỉ có là 110.000 thôi. Đấy, 110.000 quý vị nhé, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về lên một cái lô sản phẩm, đấy là nồi lẩu hai chức năng quý vị nhé. Đây là cái nồi lẩu có hai chức năng, vừa mình có thể có hấp này, hai chế độ hấp nhé, và có nồi lẩu. Thì cái nồi lẩu này có thể với cái dung tích là đường kính là 28cm này, mình có thể dành cho 5 người ăn thoải mái nhá. Và được phủ men sứ cực kỳ là xịn sò luôn, chống dính quý vị nhá. Đấy, xào đồ cũng ok luôn. Đấy, và có nắp vông đầy cực kỳ là ngon này, có rễ hấp nhá. Đấy, thì cái màu sản phẩm này ấy, mình có thể tăng giảm nhiệt độ nhá, tăng giảm nhiệt độ có 3 mức tăng giảm nhiệt độ cho em này, có đèn báo này, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì cái ngày hôm nay cái màu sản phẩm này ấy, về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, để em phục vụ quý vị khách nha. Với giá chỉ có là 220.000 thôi. 220.000 một sản phẩm như này. Đấy, giá cực kỳ xịn sò và yêu thương. Đấy, quý vị bà con của bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, nay em có về thêm cái bộ giác hơi này. Bác nào thường xuyên mà đau mỏi thì lưng ấy, thì mình nên sử dụng một cái bộ này này, cực kỳ là ngon nhá, bầu để nhức mỏi này. Đấy, giảm nhức mỏi cho mình nhá. Có bơm này, có đầy đủ các cái nhiều chi tiết như này. Đấy, cái đầu bơm này, đầu bầu như này nhá. Đấy, lo có nhỏ có bé có này. Thì thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Giá 70.000 quý vị nhá. Rồi, nay em về cái lô mũi khoan. Đây, mũi khoan cực kỳ xịn sò nhá. Mũi khoan tháp quý vị nhá. Đây là cái mẫu mũi khoan tháp cao cấp này. Nó theo kèm này quý vị nhá. Nó theo kèm một cái hộp xịn sò cho quý vị mình luôn này nhá. Em bóc ra luôn. Đấy. Đây, nó là gồm có này. Yeah. Thông số đầy đủ nhá, 32 là lớn nhất nhá. Ba loại mũi này, mũi 12 này, từ 6 đến 12 này, rồi 6 tới 20 này và 6 đến 32 nhá. Và trong đó có kèm theo ba cái mũi nữa. Ba cái mũi này là mũi khoan hợp kim.
chuyên là khoan sắt, để khoan sắt nhé. Hộp này là mũi này là khoan sắt cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy. Đấy, mũi này là mũi 6 này, mũi 4 này, mũi 2 này. Em nó có trong này nhá. Nó kèm theo như này, một cái hộp mũi khoan xịn sò, khoan khắp xịn sò như này. Thì em thanh lý toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá 100.000 thôi. Đấy, cái muốn khoét lỗ lớn thì mình lấy mồi cái mũi nhỏ, xong này đưa cái mũi khoan này nhá. Đưa mũi khoan tháp này vào là doa là cực kỳ là ok luôn. Với giá chỉ có là 100.000 nhá. Rồi, hôm nay về lại cái mẫu sản phẩm là đèn đổi đầu 5 bóng quý vị nhá. Đấy, và hôm nay sẽ thanh lý với giá chỉ có là sập sàng luôn quý vị luôn. Đấy, giá bao thị trường nhá. 40.000 một cái thôi. Đấy, 40.000 một cái nhá. Có 3 chức năng này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Siêu sáng, phải nói là đèn này là mẫu này là siêu sáng luôn quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là đã luôn nhá, 5 bóng nhá. Ôi, làm trong lô trong đồ cả kiểu, đi ban đêm ban ngày cũng được. Đấy, có dây đổi theo kèm này, dây sạc theo kèm cho quý vị mình nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. Tiếp tục ngày hôm nay mà về lại một cái lô sản phẩm bơm 2 ống. Em màu bơm này là bơm của Malaysia quý vị nhá. Hay ống bơm cực kỳ là lớn luôn. Đấy, em bao cho các bác bơm xe cày này, xe 7 chỗ này là rất chi là ngon luôn. Xe ba gác này, bơm xe máy thì miệng bàn rồi nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có đầy đủ như này về là mốc là nhất thôi nhá. Giá siêu rẻ. Tiếp theo có về một cái lô liếc dao Nhật xịn sò quý vị nhá. Đấy, dao mà đùi mà không bén ấy thì mình gần cái này mình liếc một phát là ok thôi. Này, hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị mình này về xài này. Với giá chỉ có 100.000 một cái nhá. 100.000 một cái, một cái liếc dao xịn sò hàng Nhật cao cấp như này nhá. Rồi, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Tiếp theo quý vị nhá. Đấy, rồi hôm nay có về một cái lô sản phẩm bơm 2 ống này, bơm 2 tí có đồng hồ đầy đủ luôn, ngon lành. Hãy bơm xe 7 chỗ là thoải mái cho em nhá. Hàng này là hàng Nhật cực kỳ cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có 250.000 một cái như này. 250.000 nhá. Đấy, đạt chân có đồng hồ luôn 2 ti này. 2 ti này thì em nói thật là bao khỏe luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý bà con của bác mình bơm nhá. Bơm xe máy, bơm xe ba gác này, 7 chỗ thoải mái cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay có về ít cái lô sản phẩm cái dao nhá. Dao này là có thể gập được, có bọc luôn này. Mình có thể gấp gọn như này quý vị nhá. Có dây đeo luôn. Đấy. Cực kỳ là hay luôn. Gồm có một cái dao con này để làm trái cây các kiểu này. Và một cái mở bia này để mở các thứ hay đồ hộp nhá. Rất chi là hay luôn. Thanh lý giá chỉ có 15.000 thôi. 15.000 một cây quý vị nhá. À, tiếp theo em có về một cái lô mỏ lết 12 in hàng bài xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, mỏ lết này là 300mm x 36 đấy. Cái chiều dài 36 và cái đường mở của nó là 300mm nhá. Rồi, hôm nay chỉ có giá là 95.000 một cái thôi. Hay thanh lý giá cực rẻ cực sốc luôn. 95.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì ơi em. Rồi, hôm nay có về một cái lô máy mài hàng Thái Lan siêu xịn sò cho toàn thể quý vị nhá. Đây là hàng công ty Deadmark. Đây là cái công ty này nó gần cuối năm rồi nó thanh lý những cái món hàng có giá cực kỳ rẻ. Đấy, ôm số lượng có giá rẻ quý vị nhá. Nó về thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này. Đấy, một con máy mài thương hiệu Thái Lan nhá, thương hiệu Thái Lan cực kỳ xịn sò luôn. Công tắc sườn này và đặc biệt là nó có điều chỉnh tốc nhá. Đấy, có điều chỉnh tốc luôn, xịn sò chưa? Quý vị nhìn thấy chưa? À, mình muốn bao nhiêu số bao nhiêu cũng được cái. Cực kỳ nhá, muốn nhanh nhanh chậm chậm có cực kỳ ngon rồi. 5 6 số nhá. Rồi, công suất là 710 W luôn, siêu khỏe, siêu mạnh luôn. Và hàng là hàng bao công trình nhá. Đấy, hàng là dây đồng 100% luôn nha quý vị nhá. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý bà con của bạc mình với giá chỉ có 330.000. Đấy, 330.000 nhá. Và khách nào lấy thì em tặng kèm cho mấy cái lưỡi cắt đá luôn nhá. Đấy, ba cái lưỡi cắt đá luôn. Đấy, tặng kèm ba cái lưỡi cắt đá nhá. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình nay có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Nên em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá. Ai thường xuyên hay bị nhức mỏi tê bì chân tay này, ấy thấy thường xuyên nổi mụn nhiều ấy thì mình nên mua một cái này về mình
dán nhé, tối lại mình dán lại lòng bàn chân để hút thải chất độc nha. Đây là cái mẫu thuốc dán lòng bàn chân để hút thải chất độc, cực kỳ hiệu nghiệm quý vị nha. Một hộp gồm có 50 miếng này, cực kỳ là ngon luôn, em cũng đang dán luôn nha, hiệu nghiệm vô cùng luôn. Này thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhé, một hộp là 50.000 nha, một hộp chỉ có giá 50.000 thôi, đấy, cực kỳ là xịn sọt. Rồi nay em lại về thêm một cái lô sản phẩm, một cái loại kìm kéo cắt cành nhé, một cái mẫu kéo cắt cành Nhật hàng xịn sò luôn, em mẫu SK5 này nhá, hàng Japan xịn sò luôn quý vị ơi. Mẫu này là mẫu cắt cành cao cấp, cực kỳ xịn sò luôn, để phục vụ cho quý vị bà con của bạn vào cái dịp xuân năm nay nhá, để cây cành đấy, hàng xịn sò bao chất lượng luôn nhá. Đấy, mẫu này thì hôm nay là về lại hàng thì em sẽ thanh lý giá cực sức cho toàn thể quý bà con của bạn mình luôn này nhá, với giá chỉ có là 90.000 thôi, 90.000 nhá, cực kỳ ngon. Đấy, hàng này hàng Nhật cao cấp cực kỳ luôn quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhanh chân quý vị ơi, đấy, chốt đơn thì về để tỉa cây kìa cành nhá, để làm cho cái cây mình nó được đẹp hơn, đấy, để đón xuân nhá. Nên em có về lại cái lô sản phẩm cuồng dây điện nguồn quý vị nhá. Đấy, gồm có phích cắm, ổ cắm đầy đủ cho quý vị mình này, dây dài 30m nhá, với cuồng này là dây dài 30m cho em này, giá siêu cực rẻ luôn, hôm nay về số lượng cực kỳ là nhiều quý vị nhá. Đấy, về bạc ngạc bên nông luôn, em thanh lý giá rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá 140.000 nhá, 140.000 mua về mà xài cho nó sướng cuộc đời quý vị ơi. Đấy, giá này giá rẻ, giá thanh lý lỗ rồi nhá. Rồi, ai có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm bút làm dấu nhá, bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá, và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn, đấy, hàng bại nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá, nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này, đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này, mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4 này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá, và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên. Đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn. Khoan không bao giờ bị lệch tâm nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi, hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nhá. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con của bác trên mọi miền tổ quốc nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em ấy sẽ thanh lý một cái mô lô sản phẩm máy mài góc xài lưỡi một tấc một quý vị nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy mài liên doanh Việt Nhật hàng cao cấp, bao trên chiến công trình, đấy, bao cày kéo gia đình công trình em bao tất nhá. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc, đấy, nó để có điều chỉnh tốc quý vị nhá. Đây, mình muốn nhanh thì chậm thì chậm thì nó nằm ở đây nhá. Rồi, và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nhá. Đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi, máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi. Thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá. Đấy, vòng tua của nó thì là cực kỳ cao rồi, 11-12.000 vòng trên một phút nhá. Và nó là xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây, ngày hôm nay có nhiều bác ấy hỏi cái máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý vị mình yên tâm mà xài nhá. Rồi, đầu tiên đây là một cái đầu, cái đồ riêng, nhìn cái mở của nó này, đây là một cái dòng mở chiều nhiệt cao nhá. Mở này bình thường là mở bò màu vàng nhá, còn cái đây là cái mở này là mở trắng, mở này là mở chất lượng cao, mở siêu chiều nhiệt. Đấy, chiều nhiệt lên đến tầng 1200 độ C. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá, cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đấy là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai, đây là cái bộ rotor. Đấy, bộ rotor của nó này, đấy, được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo chống cắt điện, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Bi bạc cổ gọp này siêu dài luôn nhá, cổ gọp này siêu dài luôn. Rồi, hàng là cực kỳ cao cấp, rotor được đấy, rồi dây chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này. Đấy, nhung này, cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này, thép này là thép siêu cứng nhá,
cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhé, không phải lo bà nghĩ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, em là mở bên trong rồi, cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nha. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này. Đấy. Và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chính hãng theo máy nhá. Cặp chổi thang chính hãng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa. Là quý vị cứ xài thoải mái. Đấy, và cực kỳ dễ thay thế này, thang là thang ngoài nhá. Mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra. Đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá. Đấy, ba cái lưỡi cắt đá này, ba cái lưỡi cắt đá cho em này, và một cái bút thông mạch này. Bút này là bút đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok nhá. Đấy, mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh. Đấy, và một cái cây tô vít tăng giảm, tô vít này tô vít tăng giảm quý vị nhá, có thể tăng dài ngắn này. Đấy, và nó là tô vít hai đầu. Đấy, được tặng kèm theo ba chi tiết như vậy, ba sản phẩm như vậy quý vị nhá. Và ngày hôm nay bên kênh của em chỉ thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhá, 350.000, và được tặng kèm theo rất chi là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy, còn mấy chục con thôi, em thanh lý nốt cái lô này để em về nhập cái lô mới. Cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Rồi tiếp theo em sẽ lên một cái mẫu sản phẩm về dụng cụ y tế cho mọi gia đình nhá. Đấy, thì nhà nào cũng nên dùng có một cái này trong gia đình này. Hãy nhờ đứt tay như nào đấy quý vị nhá. Rồi, đây là cái băng keo cá nhân. Đấy, băng keo cá nhân kháng khuẩn y tế quý vị nhá. Rồi, một hộp như vậy là 100 cái này, một hộp một vậy là 100 cái này. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình về dùng này. Với giá chỉ có 20.000 thôi. Đấy, 20.000 100 cái quý vị nhá. Đấy, đặc biệt cực kỳ ok luôn. Lớn nhỏ hay là từ người lớn, người già, trẻ em gì đều xài được hết nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì đặt hàng nhá. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm nữa nhá. Đây là cái màu kéo. Kéo này là kéo đa năng. Đấy, có thể đánh vảy cá này, có thể mở hộp này. Đấy, mở thịt hộp nhá. Rồi. Cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn. Kéo nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Đa năng. Với giá chỉ có 80.000 thôi, hàng Japan. Đây, 80.000 một cái này. Đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp cắt gì cũng được thì quý vị ơi, cực kỳ là ngon luôn nhá. Cực kỳ dài dằng và xịn sò luôn. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm, đấy là một cái gạt tàng thuốc quý vị nhá. Đấy, bằng thủy tinh, nó cực kỳ là đẹp luôn. À, cực kỳ sắc nét nhá. Đây, hàng cái trang trí thì bắt mắt này, siêu đẹp luôn. Bốn ngắt bốn nơi đấy nhá. Rồi. Sanh lý cho toàn thể quý vị bà con bác anh chị em mình ấy, với giá chỉ có 20.000 thôi. Thì cái này nhà nào mà trồng, có trồng hút thuốc này, anh chị em bà con hút thuốc này, hoặc là để bàn ấy, có khách đến ấy, thì để người ta cho tàng thuốc của đây cho nó lịch sử nha. Rồi, 20.000 một cái thôi quý vị ơi. Rồi, em có về một cái lô mùi khoang quý vị nhé. Mùi khoang đa năng. Hai mùi khoang này thì mình dọn khoang gỗ này, khoang tường này, khoang gạch men, khoang kính này, cực kỳ là ngon nhé. Và đặc biệt thì cái mẫu này thì nó là cái đầu lục giác này, mình có thể xài được tất cả các loại máy nhá, máy như bu lông 2 trong 1 này, đầu kẹp đều xài được hết cho quý vị nhé. Đấy, em có về hai loại này, mùi 6 và mùi 8 nha em này. Mùi 6 thì 20.000, mùi 6 thì 15.000 một cái nhá, 15.000 một cái, còn mùi 8 là 20 này. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghim trên màn hình nhá. Nay em về thêm một cái lô sản phẩm mà quý vị nhá. Hay một cái lô sản phẩm kìm bấm này. Hàng cực kỳ ngon luôn quý vị ơi. Và hôm nay thanh lý rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình về sử dụng nhá. Đấy, với một cái sản phẩm kìm bấm Crotman hàng Uetra này. Thấy chưa? Đấy, còn cực kỳ VIP luôn. Đây, hàng xịn sò luôn nhá. Thép CRV Crotman. Đấy, siêu cứng, siêu xịn luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình với giá chỉ có 65.000 một cái nhá. 65.000 một cái, ấy rẻ như cho luôn. Đấy, vừa cho vừa bía vừa tặng luôn quý vị nhá. Rồi, quý anh chị em bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá.
Nay em tiếp tục thanh lý cái lô đùa Hàn Quốc cho quý vị bà con bạc mình nhá. Đây, đây là cái dòng sản phẩm đùa Hàn Quốc này cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi, có bọc kim loại vàng nhá. Đấy, mà vàng quý vị nhá. Và đây là cái nhám này để gấp không bị tuột nhá. Đấy, đùa Hàn Quốc cho em cực kỳ là xịn sò luôn, không bị mốc meo này, các kiểu này nó các thứ cực kỳ hay nhá. Rồi, hợp an toàn vệ sinh này. Và ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị anh chị em bà con cả mệt này, với giá 25.000 một 10 đôi nhá, 25.000. Đấy, nó nằm trong cái vị như này, 25.000 quý vị nhá. Đấy, siêu rẻ, siêu hot luôn. Rồi, nên em có về thêm một cái lô sản phẩm nhá. Đây là cái màu ấm này, hàng gia dụng cực kỳ là cao cấp luôn nhá. Đây là cái ấm này, ấm bằng nhôm, ấm bằng nhôm nhá, được phủ sơn giả đá nhá, phun sơn giả đá nhá. Dung tích của nó là 1,5 lít quý vị ơi. Hay bình này mà pha chè hay pha trà gì còn cực kỳ không, chè tươi ấy là cực kỳ hợp lý luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Em có hai cái mã màu như này, đấy, siêu nét, siêu đẹp luôn. Đấy, hàng chất lượng cao cấp quý vị nhá. Đấy, có thể nấu được bếp ga, bếp từ thoải mái cho em này. Và đặc biệt cái này nấu bếp từ, bếp điện thì ok hơn này nhá. Đây, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình với một cái giá quá cực kỳ đẹp luôn. 180.000 một cái nhé, 180.000. Đấy, cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này thì nó có bọc như này, màu trắng, và cái này màu đen, siêu đẹp cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nha. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em về một lô sản phẩm quý vị nhé. Đây là cái màu đèn bắt muỗi, nó là vừa đèn bắt muỗi vừa đèn ngủ luôn. Đấy, ban đêm thì mình có thể treo ở tường trong nhà như này, và vừa đèn trang trí luôn quý vị nhé. Một cái màu xanh, nó rất là đầm mắt nhé. Rồi, ngày hôm nay về em sẽ thanh lý với giá sập sàng cho toàn thể quý vị bà con cô bác mình có nhu cầu này, với giá 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái thôi. Đấy, một cái đèn lồng bắt muỗi như này. Và đây là cái đế này, cái đế để mình lúc nào đầy muỗi thì mình đổ nhá. Đấy, nó vào nó giật chết này, và thì nó sẽ xuống như này, mình để tháo ra đổ nhá. Đấy, rất là ok luôn. Rồi, màu sắc rất là đậm mắt này, quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Nên em có về thêm cái một cái màu mới quý vị nhá. Đây là một cái màu đèn sân khấu này. Đèn sân khấu này thì có thể có là đèn treo nhá, gọi là đèn treo cho em. Và đặc biệt cái màu này ấy, thì nó không xoay nhá, dành cho các bác nào mà nó xoay mà thường xuyên vì thấy trong đau mắt, trong mặt ấy, thì mình mua cái loại này thôi. Nó chỉ là thay đổi màu sắc như này, nó chỉ thay đổi màu sắc thôi nhé, còn nó không xoay. Đấy, nó không làm mình bị loãng nhá. Nó bình thường là nó xoay xoay như này, nhưng bây giờ nó không xoay đâu, nó đứng yên. Đấy, một cái màu như này nó đổi màu thôi theo cái tùy thích, có remote điều chỉnh màu theo quý ý mình nhá. Có remote điều chỉnh màu này. Đấy, nó là chuyện như vậy. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình với giá chỉ có là 90.000 một cái nhá. 90.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, quý vị bà con của bạc mình có nhu cầu mà chơi thì alo cho em nhá. Cái này để trang trí hay là gì cũng được, rất là đẹp luôn nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay về lại cái lô nhá. Đấy, cái cỏ lân cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, vừa bên này là bông lông tơ mềm nhá. Đấy, để đánh lưng này. Đấy, có nào muốn kỳ, muốn cỏ, muốn nhất thì có bông nhá, hai mặt cho em. Đấy, mình quay ở sau lưng đằng nào cũng tới hết nhá. Đấy, có cái trợ tay cầm này, cong queo này. Đấy, rất là đã luôn. Đấy, dành cho các ông mà già già tắm thì cực kỳ là sướng nhá. Rồi, ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có 15.000 một cái nhá, 15.000 một cái thôi. Đấy, cỏ lưng. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay em về một cái lô nồi hầm sứ nhá, nồi hầm sứ này. Đấy, tuyệt đỉnh luôn nhá. Mùa đông mà mùa hè gì cũng được hết. Hãy hầm thuốc bắc này, rồi nấu cháo này, hay là hấp này. Đấy, các cái tiết mục nó nằm như này nhá quý vị nhá. Đấy, kho rim, kho tủ gì đây. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, nồi hầm bằng sứ cao cấp nhá. Đây, và có chế độ chống cháy nhá. Đấy, lúc càng ấy nó khô nước, mình hầm mà khô nước đến cái đỉnh này là nó sẽ tự ngắt cho mình nhá, cực kỳ là xịn sò luôn. Với cái dung tích nồi nó là 3 lít quý vị nhá. Với dung tích nồi 3 lít. Thì ngày hôm nay trên kênh của em đang thanh lý với giá chỉ có là 250.000 nhá, 250.000 thôi. Đấy, một cái sản phẩm như này, giá cực kỳ là mềm luôn quý vị ơi. Chất lượng xịn sò luôn. Đấy, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bác mình một cái mẫu sản phẩm. Đấy là một cái máy sấy tóc nhá. Đây, màu và sấy tóc mini này, công suất của nó là 100W quý vị nhá, 1000W nhá. Đấy, công suất là 1000W cho em. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Đấy, nó có hai chế độ quý vị nhá, nhanh và mạnh và nhẹ cho em này. Đấy, thì
phụ nữ là đàn ông là trẻ em gì cũng xài được hết, cực kỳ là hay luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con gặp mình một cái giá siêu rẻ luôn nhá. Chỉ có 35.000 đồng một cái thôi, hay 35.000 một cái nhá. Rồi quý anh chị em bà con của bác mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm đến cái màu sấy tóc này thì mùa đông mùa hè hay là các học kia các em học sinh ấy, hay có nhu cầu đến sử dụng cái này thì alo cho em nhá. Rồi nay em có về lại cái lô sản phẩm thùng đựng đồ nghề mini cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Đây thì cái màu sản phẩm này thì quý vị mua về mình đựng những cái chi tiết nào nó nhỏ nhắn xinh xắn thì ước mua cái màu này cho em nhé. Và đây là em đo cái kích thước cụ thể của nó luôn nhá. Cái bề dài của nó là 30 cm này, và cái bề ngang của nó là 15 nhá, bề ngang 15 này, và chiều cao của nó thì cũng là 12 cm này. Đấy, đây là cái mẫu thùng đựng đồ nghề mini ngày hôm nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bác mình với một cái giá siêu rẻ luôn nhá, chỉ có 60.000 một cái thôi. Đấy, giá bán chơi cho vui cho toàn thể quý vị mình về sử dụng nhá. Rồi, ngày hôm nay em tiếp theo về một cái màu sản phẩm, đấy là một cái màu bục lông nhá. Đấy, bục lông giá siêu rẻ. Đấy, cái màu này thì gọi là bán vui, bán gọi là bán cho thanh lý sản phẩm cho quý vị bà con bác mình về xài thôi nhá. Rồi giá siêu rẻ này, một cây 70.000 thôi nhá, một cây chỉ có 7.000 đồng thôi. Đấy, bục lông hàng Thiên Long quý vị nhá. Đấy, bục lông chỉ có 7.000 cho em thôi. Đấy, quý anh chị em bà con và bạn có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá, về bao la luôn. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô ấm đun nước nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, với cái dung tích của nó thì nó vào tầm 2 lít 2 lít rưỡi gì đấy. Đấy thì cái sản phẩm này là inox nhá, ấm inox cho em này, và có vòi báo hú này, lúc nó sôi nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, có nắp đậy khi mình mở ra mình tải nhá. Còn đây là khi khói nó hơi nó ra, nó sẽ báo tín hiệu cho mình lúc nào nó sôi nhá. Và đặc biệt cái mẫu này thì mình có thể nấu được bếp ga này, bếp từ này, bếp điện này, đây đấy, bếp ga, bếp từ, bếp điện nhá, thoải mái cho em. Cực kỳ là ok, tia hồng ngoại gì cũng ok hết. Thì ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 45.000 một cái nhá, 45.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đồ chơi cho toàn thể các anh em hay thường xuyên thích ca hát này, nhảy múa nhá. Đây, đó là một cái mẫu đèn xoay sân khấu nhá, đèn xoay sân khấu. Thì nó theo kèm là có một cái đuôi nhá, một cái đuôi mình ghim như này, rất là tiện dụng, mình có thể đem đi khắp mọi nơi nhá. Và đây là cái đèn bóng đèn xoay cho em nhá. Đấy, cực kỳ hay. Nó anh nào mà thích chơi nhạc sàng nhảy múa thì đây, móc về một cái nhá, rất là dễ sử dụng. Rồi bật công tắc thôi thì nó là xoay như này, nó rất cực kỳ là đẹp và hay nhá. Đây là cái đèn cầu vồng, không bị chóa lóa này. Đấy, đẹp chiều vàng mà không chóa lóa quý vị nhá. Rồi ngày hôm nay em về thanh lý cái đồ chơi này cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 đồng một cái nhá. Đấy, 50.000 đồng là gồm có một cái đuôi và một cái bóng đèn xoay như này. Đấy, mình để cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, thấy chưa, mình để trong một cái góc phòng nào nó thì nó là xoay như này. Rồi anh nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Chào toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đấy là một cái màu khoang pin đầu 13 ly quý vị nhá. Đấy, màu khoang pin 13 ly này, đây hàng rất là xịn sò luôn. Đấy, đây là cái đầu kẹp auto lock nhá, và nó là 20 cấp độ trượt, nó có 3 chế độ cho em này. Đấy, búa, chế độ búa thì mình khoang tường này nhá, chế độ khoang này, khoang sắt, khoang gỗ, bắn tôn, bắn vít thì chơi cái nước này cho em này. Và đây là cái chế độ này để bắn những con vít nhẹ nhá cho em này, bắn nhựa như vậy, thật cao nhựa nhá. Và có 2 chế độ nhanh chậm trên thân máy này, dòng motor từ bootleg không thang nhá. Đấy, và pin của nó là pin 10 cell này, 2 quả pin dung lượng lớn cho em này, sạc bằng nhanh này, hộp đựng theo kèm. Đấy, có tay cầm theo kèm luôn, cực kỳ là xịn sò nhá. Và bây giờ em sẽ test thử con máy này cho mình xem luôn nhá, vào những cái vật liệu. Đấy, vào những cái vật liệu đầu tiên là vít băng gỗ nhá, dài 10 phân này nhá. Đây, cái này lắp sẵn rồi. Đấy, vít băng gỗ dài 10 phân cho em này. Đấy, bắn xuyên luôn nhá, bắn thử xem như nó như nào đây. Đấy, vít nghe nhẹ nhàng, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, ba cái mẫu này thì em bao cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình ấy, là làm thờ mộc này, làm xây dựng này, khoang sắt, khoang gỗ, bắn tôn, bắn vít thì khoang tường, em bao nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Hàng bao chất lượng, và bên em là có giá thì chỉ có là 760.000 thôi, một cái dòng sản phẩm như này.
760.000 quý vị nhá. Đây là sở hữu được một con máy bao chất lượng, bao xịn sò như này. Anh chị em bà con hoặc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Chào toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày hôm nay có về một cái lô sản phẩm này. Đây là hàng này, là hàng công ty cao cấp quý vị nhá. Đây hàng này là Botchun này nhá. Đấy, hàng tem đốc luôn. Đấy, cực kỳ là ngon, một con bu lông 2 trong 1. Đấy, đầu bằng tôn bằng vít nhá. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, máy theo kèm là hai pin 10 cell này. Sạc bàn lớn cho em này, motor từ không thang nhá. Đấy, đa năng, có thể băng tôn băng vít, cực kỳ là ok. Và bây giờ em sẽ test thực tế cái độ khỏe của nó nhá. Một con vít này, băng vít này là vít băng gỗ và dài 10 phân nhá. Bắn cho quý vị cùng xem luôn này nhá. Đấy, một tay thôi nhá. Đây, quý vị nhìn thấy nhá, bắn cực tràng luôn, quá phê luôn. Đấy, bao khỏe nhá, máy bao khỏe. Cực kỳ là đã quý vị nhá. Đấy, cái những cái mẫu này thì em bao cho tất cả quý anh chị em bà mình đi bằng tôn này, bằng vít này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, đảo chiều ra luôn nhá. Quá ok quý vị nhá. Rồi, giá bên em đang sale cực kỳ sẹp sàng luôn cho toàn thể quý vị bà con của mình nhá. Với giá 580.000 nhá, 580.000 là một bộ hai pin một sạc theo cho em như thế này. Cực kỳ hàng cao cấp nhá. Đấy, giá siêu rẻ. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái dòng sản phẩm nữa, đây là một cái mẫu đèn bảo. Đấy, cái bà hai đèn bảo này thì quý vị đã sử dụng rồi thì nói chung là rất chi là sự mê ly luôn nhá. Rồi, riêng cái dòng sản phẩm này thì nó là có một cái hiệu năng rất chi là cao, đó là mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời cho em nhá, sạc bằng năng lượng mặt trời như thế này và mua gì cũng ok hết, và có thể có khả năng tích điện và nó có thể chuyển qua mình cổng USB để mình sạc điện thoại khi cấp điện nhá. Đấy, và cái này có thể nạp bằng năng lượng mặt trời cho nên cứ yên tâm mà sử dụng quý vị nhá. Và nó là có hai chế độ cho em. Đấy, một chế độ như này là đèn như này. Đấy, đèn mình rút lên là đèn, và khi mình đóng lại là như này nhá, đóng lại thì nó sẽ tắt. Và thêm một chế độ nữa là quạt cho em, giả chiến cực kỳ là hay nhá, quạt giả chiến này. Đấy, nó xài cực kỳ nhiều chức năng. Và thêm có thêm một chế độ nữa là mình có thể lắp pin tiểu. Đấy, cái quả pin mà nhỏ ấy, 1,5V ấy, thì 3 quả pin vào đây là mình có thể sử dụng ok luôn. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình sử dụng với mức giá chỉ có 100.000 thôi nhá, 100.000 một cái thôi. Đấy, giá quá rẻ, quá bèo nhèo. Đây là hàng nói chung là ngon, đỉnh cho toàn thể quý vị bà con và mình sử dụng nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay ấy, bên kênh em sẽ lên cho toàn thể quý anh chị em mình một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, một cái dòng sản phẩm đây là một cái màu máy cắt gạch cắt gỗ đa năng, xài lưỡi một tấc một quý vị nhá. Đấy, quý vị nghe rõ cho em nhá, xài lưỡi một tấc một là xài ok. Một con máy hàng thương hiệu Đích Tông nhá, máy hàng thương hiệu Đích Tông. Đấy, công suất của nó cực kỳ là cao quý vị nhá. Công suất của nó là 1.500W này, vòng tua là 11.000 đến 22.000 vòng trên một phút này. Đấy, cực kỳ là xịn xuống luôn nhá, 11.000 vòng này. Đấy, cực kỳ là ok luôn, bao cho tất cả các quý vị các gạch men này, các đá này, các đá hoa cương này. Cái hàng này là hàng bao chất lượng, bao chất nhá. Và đặc biệt là em nói là được các chế độ nghiêng nhá, cắt nghiêng. Đấy, đây này, chế độ cắt nghiêng, cắt thẳng rồi còn cắt nghiêng được nhá, cực kỳ là ngon luôn. Rồi, đây là cái bàn đĩa của nó và được tặng kèm theo này. Cái tặng kèm theo của nó là cái ống dẫn nước nhá. Đấy, ống dẫn nước và thiết bị để lắp dẫn nước cho em này, có thêm thiết bị dẫn nước cho em này, khóa, đây là van khóa này, van khóa nước này, và đây là tặng kèm theo một lưỡi cắt gạch luôn, chính hãng Đích Tông luôn quý vị nhá. Rồi, cực kỳ là ok. Và tay cầm khóa mở và nói chung là tặng kèm theo một cặp chỗ sang chính hãng như này nữa. Rồi, và ngày hôm nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình với một cái sản phẩm này giá siêu rẻ nhá. Với giá chỉ có là 750.000. Đấy, 750.000 nhá. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì ở em nhá. Rồi, ngày hôm nay tiếp theo em có về một cái lô sản phẩm nhá. Đây là cái bộ độc khẩu từ 8 đến 10 nhá, từ 8 đến 24. Đấy, từ 8 đến 24, hai hàng bao ngon luôn đấy. Hôm nay thanh lý giá rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá, phải sử dụng. Đấy, gồm phụ kiện theo kèm này,
nha, gồm một cái cần tự động và một cái cần nối ngắn này. Khẩu này là khẩu ngắn cho mình nha, khẩu ngắn cho em này. Đấy, từ 8 đến 24 cho em. Đấy, ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có 150.000 thôi. Đấy, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì hỏi em nha. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đây là cái mẫu thước đo nhá. Đấy, được thước đo người gọi là thước legal ấy, thước cân mực. Đấy, rất chi là đẹp luôn nhá. Đấy, và mình có chế độ đo này, đo thước dây nhá. Đo thước dây thì nó là 2,5 m cho em này. Còn không thì mình có thể đo bằng cái chế độ đo con này cân nhá. Đây là thước cân luôn, cân mực. Đấy, cân mực nhá. Đấy, có tia laser luôn. Đấy, mình có thể đo bằng cái giác góc vuông để cho cái thước này nó cân. Đấy, nó cái cân mực thì nó sẽ giác vuông góc cho mình nhá. Cực kỳ là hay luôn. Đấy, và có công tắc này, có pin này. Và được tặng kèm 3 quả pin nhé quý vị nhé. Đấy, tặng kèm 3 quả pin luôn. Cái lô này thì em về nó cũng có số lượng ít thôi. Đấy, nó cực kỳ là hay nhé quý vị nhé. Đấy, mình có thể cân được 3 mặt nhé. À, mặt đứng này, mặt nghiêng này. Và mặt nói chung là mặt phẳng, nói chung là 3 mặt như này. Em cũng không sành về cái thứ này. Nhưng mà thật sự là nó rất chi là ok đấy. Đấy, như anh điền nước mà đi chôn đế này. Lắp vòi nước này, cực kỳ là ok luôn nhé. Thì ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 80.000 thôi. 80.000 một sản phẩm nhá. Ở tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, về và sale rẻ luôn, cực kỳ rẻ cho quý vị bà con của bác mình luôn nhá. Đấy, với một cái dòng sản phẩm là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp xài điện tử quý vị nhá, máy đo huyết áp điện tử cho em này. Đấy, cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, bác nhà nào mình cũng nên mua một cái như này về để trong nhà ấy, rất chi là tiện lợi nhá. Rồi, rất cái và dễ sử dụng luôn. Cái này thì mình quàng vào trong tay rồi. Đấy, thì ai cũng từng đi khám bệnh rồi nhá, thì chắc có lẽ cũng có biết. Đấy, mình quàng vào trong tay, mình quấn vào và có sợi dây. Này nó có một sợi dây nhá. À, dây để lòi ra cho mình đây. Sợi dây này nhá. Dây này mình găm vào đây cho em này. Đấy, mình găm vào máy nhá, mình găm vào máy cho em. Đây bên hông. Găm vào bên hông này. Này là mình găm như này. Rồi là ok nhá, găm như vào. Xong đó thì mình bỏ pin nhá. Pin thì mình bỏ pin đây. Gồm có 4 quả pin nhá. Mua 4 quả pin nhá. Máy theo kèm là không pin quý vị nhá. Đấy, mình nhớ lưu ý là về mua pin cho em này. Em thanh lý rồi nên không có pin nhá. Rồi, 4 quả pin con thỏ vào đây cho em. Rồi, và chỉ bấm nút nguồn này là nó sẽ tự động đo cho mình thôi. Cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay trên kênh của em ấy, thanh lý với giá chỉ có 180.000 thôi. Còn quý vị nào mà không mua ấy, thì nhớ cái cùng nhá. Đây là cái cụ sạc của Samsung ấy. Là đầu to đầu nhỏ là găm vào là mình xài được luôn. Đấy, không cần pin nhá. Cực kỳ là hay. Đấy, với giá chỉ có 180.000 một cái cho em này. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, keo ngâm cho tất cả các anh tí ấy quý vị ơi. Đấy, nhà nào, anh tí mà nhiều ấy, hay thường xuyên quậy phá thì móc ngay cái này về cho em nhá. Đấy, về hàng này, hàng Thái Lan, nói chung là đảm bảo môi trường, ngon là cành đào nha. Đấy, về giòn cổ cho nó xài cho quý vị nha. Đấy, ăn vào là ok con tê tê luôn. Đấy, cái bông nó từ chịu phần lên thôi, nó kiếm cái miếng nước nó uống là xong phim nha quý vị nha. Rồi, một hộp 25.000 thôi nha. Đấy, thanh lý một hộp 25.000, hàng Thái Lan cực kỳ là ngon luôn. Đấy nha, em nói ngon nhưng mà quý vị đừng về đừng có nếm thử nha. Đâu, nếm thử là xong phim luôn đấy. Đấy, dành cho những anh tí ngon thôi. Đấy, ấm trà đàm đào đấy quý vị ơi, đấy ấm trà đàm đào nha. Đấy, một cái bình trà đào Nhật xịn sò luôn. Đấy, siêu đẹp, siêu chất lượng cho quý vị bà con của bạc mình nha. Đây, nó thì gồm có 6 cái ly nha, gồm có 6 cái ly và một cái bình. Bình này bằng sứ nha, sứ này sứ nông cực kỳ là gốm, cực kỳ là ok luôn. Đấy, pha trà uống cực không bị chát nha, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và đây là cái lò này để mình để đựng trà và một cái kẹp nha, một cái kẹp để gấp trà cho em nha. Rồi, thì ngày hôm nay em thanh lý cái bộ này với giá siêu rẻ luôn nha, với giá thì quá ưu đại, 140.000 một hộp này, 140.000 nha một bộ như này. Và nó được nằm trong một cái túi cực kỳ là xinh xắn như này cho quý vị bà con của bạc mình nha. Đấy, nằm trong một cái túi trà đào như này. Đấy, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha.
Rồi, thanh lý giá sập sàn quý vị ơi. Đấy, về ngày hôm nay có lô kéo cắt gà Hàn Quốc nha. Đấy, một cái lô mà nói là kéo cắt gà Hàn Quốc bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đấy, cắt đâu là đi đấy luôn nha. Đấy, tay cầm rất chi là dễ thao tác này. Và đặc biệt cái mẫu này thì nó cái móc khóa nó cực kỳ là hay nhá. Đấy, cái mẫu này nó gài rất chi là chắc chắn luôn. Khi mình không sử dụng nữa thì đây, mình không sử dụng thì nó cài vào đây rất chi là ok luôn nha. Đấy, cái này thì nó rất chi là bền luôn, bao bền bao chất lượng nhá. Đấy, tay cầm rất chi là gọn gàng đẹp luôn. Đấy, kéo cắt gà cắt đùi gà, cắt thịt gà nhá. Rồi, thanh lý ngày hôm nay về số lượng là nhiều, thanh lý cho quý vị về mình xài này, 90.000 một cái nhá, với giá 90.000 thôi. Đấy, cái này mình có thể là làm cá cũng được nhá, làm cá cũng được ok quý vị nhá. Đây, làm cá cực kỳ ok luôn nhá. Này, có thể đánh này. Này, cực kỳ ok, ngon, khỏe, bao cắt đầu cá luôn nhá. Rất chi là xịn sò luôn. Rồi, có lò xo bóng từ mỡ luôn nhá. Thấy chưa? Bóp vào nó và được tặng kèm theo một cái nữa này. Đấy, được tặng kèm theo một cái lò xo nhá để giữ sức cua nhá. Tặng kèm theo một cái lò xo để sức cua luôn. Đấy, cực kỳ là ok. Thanh lý giá cực cốt luôn, 90.000 một cái nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái mẫu sản phẩm. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đây, mấy cái này thì nói thật cho các bô lão hay lưng lớn ấy thì cực kỳ là thích luôn. Cực kỳ thích nó nhá. Đây. Và cái sản phẩm này thì nó có thêm một cái ưu điểm nữa là nó có đèn led nhá, nó có đèn led đấy. Trên này là có hai cái đèn led cho em này. Ok chưa? Đấy, và đây là lúp này là có hai loại, một lần loại nhỏ, một loại lớn nhá. Một cái kính nhỏ, một kính lớn cho em. Và khi mình muốn gắn đèn sáng thì có công tắc ở đây. Khi bằng đêm mình không thấy đường ấy, hoặc cái chữ nào nó tối nó mờ thì mình mở tăng cường ánh sáng nhá. Với lắp ba quả pin tiểu vào đây này là mình có thể sử dụng cực kỳ ok. Với cái màu kính lúp này đấy, nó nhìn như này, quý vị nhìn thấy đấy, mình có thể tăng to nhỏ đồ sáng ánh sáng tùy theo mình nhá. Đấy, đấy như này, quý vị nhìn thấy chưa, đấy, nó cực kỳ là ok đấy. 3D nhá, đấy, có đèn 3D luôn, cực kỳ là ngon luôn đấy, quý vị nhìn thấy chưa. Thay đổi theo từng góc độ nhìn nhá. Rồi, với giá chỉ có 65.000 thôi. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ơi em nhá. Đấy, thanh lý giá rẻ thôi, hay gọi là bán chơi thôi. Cái này bán chơi cho các bố lão về xài nhá. Nó cực kỳ là sướng. Đọc chữ nho này hay là xem những cái rá này, xem kim cương này thì chơi cái này cho em nhá. Em sẽ tiếp một cái mẫu sản phẩm giấy khăn ướt nhá cho toàn thể quý bà con mình này. Nha, đây là cái màu giấy khăn ướt hình công ong. Cái hàng rất là xịn luôn. Cái hàng này là hàng chất lượng cao quý vị nha. Rồi một bịch như này gồm có 10, một hộp như này gồm có 10 bịch như này nhá. Gồm có 10 bịch nằm trong này. Thì đấy, nào còn tăng kèm theo cho mình một cái hộp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp nhá. Nhỏ nhắn xinh xắn. Đấy, cực kỳ là VIP luôn. Đằng này như này, về xong rồi mình sử dụng cái gì sử dụng nha. Rồi hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 80.000. Đấy, 80.000 một bịch như này nhá, 10 bịch và một cái hộp theo kèm cho quý vị bà con của bạc mình nha. Quý bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Em nên là cái màu sản phẩm bóng đèn cho quý vị nhé. Đây là cái màu bóng đèn 10W cho em này, và cái này là công suất 10W nhá. Rồi bóng rất chi là siêu sáng này, bóng lại siêu sáng quý vị nhá. Ngày hôm nay sale với giá chỉ có 15.000 thôi, 15.000 một bóng này. Và anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm nha. Một cái mẫu sản phẩm dành cho tất cả quý bà quý anh mình á, thích nội trợ nha, với một cái máy xay. Máy xay này là máy xay thịt xay cá nha. Xay thịt xay cá với một cái cối inox này 2 lít cho em nha. Rồi, nắp này là nắp nhựa dẻo cho em á, nhập nhựa dẻo cực kỳ là ok luôn nha. Rồi, dao này là gồm có 4 dao siêu bén luôn nha. Dao siêu bén luôn, này cực kỳ là VIP luôn. Đấy, xay gì về xay thịt xay cá cực kỳ ngon quý vị nha. Rồi, với một cái mẫu sản phẩm như này, ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá phải nói là cực kỳ rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình về sử dụng nha. Rồi 140.000 thôi, giá 140.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình đấy là có thể về xay thịt xay cá làm chả tại nhà mình nha. Em lên cho toàn thể quý anh em mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là cái mẫu máy hàng mini, hàng phổ thông nhá. Hàng cực kỳ xịn luôn quý vị ơi. Đây là cái mẫu máy hàng đạt tiêu chuẩn cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhé.
em bao cho tất cả các anh em mình đi công trình hay là gia đình gì xài tạc bô cho em này. Với cái dòng hàng 200 nhá, que này là que xài que là 2 ly 5, 2 ly 6 này, là kéo thoải mái cho em này. Và đặc biệt cái mẫu này nó có thể xài được nguồn điện yếu nhá, nó là từ 130V đến 260V cái nguồn điện điện áp vào ấy, là mình có thể xài được ok. Những khu vực nào điện yếu thì mình có thể xài được thoải mái cho em nhá. Đấy, với cái dòng của nó là 130 là mình xài được. Với que 2 ly 5, 2 ly 6 nhá, còn chấm tỉa 3 ly 2 thì thoải mái, kéo tầm 20 que 3 ly 2 đổ lại cho em là em bao xịn sò luôn nhá, bao cho tất cả các anh em mình sử dụng luôn nhá. Rồi, với một cái mẫu sản phẩm hàng cao cấp như này. Đấy, nó nằm trong một cái hộp nhựa như này nhá. Đấy, hàng cực kỳ. Đấy, làm xong cất gọn thu gọn lại, đấy rất kỳ là VIP nhá. Rồi, bao gọn gàng luôn. Ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá cực kỳ rẻ nhá. 950.000. Đấy, không có chỗ nào bán rẻ như em luôn đấy. Đấy, một cái dòng sản phẩm xịn sò như này nhá. Gồm có kim hàng kẹp mát theo kèm đầy đủ nhá. Rồi mo mặt nạ hàng này. Đó, anh em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em với cái mẫu máy hàng này nhá. Em liên tiếp một cái mẫu sản phẩm bếp từ cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu bếp từ Philips hàng Thái Lan, thương hiệu hàng Made in Thái Lan, cực kỳ là VIP luôn quý vị ơi nhá. Hàng này là kính cường lực chiều nhiệt độ cao này, và cái cách sử dụng thì nó rất là dễ dàng quý vị nhá. Đầu tiên mình găm điện thì mình bật nút nguồn, xong mình bấm cái nút bàn tay này thì nó sẽ hiển thị lên những cái thông số nhá, mình có thể tăng giảm tùy theo dấu cộng dấu trừ tùy theo mình nhá. Rồi, hàng cực kỳ là VIP rồi. Ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 280.000 một sản phẩm. Và tặng kèm cho mình một cái chảo nha, một cái son để nấu lẩu luôn, cực kỳ ngon, để nấu nướng luôn, cực kỳ ngon nha, canh, xào, lẩu gì cũng được, ok hết. Rồi, quý anh chị em, bà con, bác mình quan tâm thì alo cho em nha. Em liên tiếp cái mẫu bóng đèn cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu bóng đèn 50W này. Cái hàng cực kỳ là to và bự luôn quý vị ơi. Cái hàng bao sáng nhé, đây 50W này, cực kỳ là đã nhá. Rồi ngày hôm nay về số lượng nên em thanh lý với giá mà nó cực xúc luôn quý vị, bà con của bác mình xài nhá. Với giá chỉ có 50.000 thôi. 50.000 một sản phẩm như này. Đấy, bà con anh chị em cô bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá.